Cái thế đế tôn trương 3862, tiên căn mới vừa trốn vào côn luân tiên chỉ phía dưới, quả thực sông đến một cái tiên khung bên trong, cái kia khủng bố mà lại hừng hực cơn bão năng lượng. Đều muốn xé rách vũ trụ chúng sinh. Đạo lăng cơ thể đều run rẩy dữ dội, muốn ở loại sức mạnh này bão táp bên dưới nổ tung, điều này làm cho hắn ngơ ngác thất xác đây là không thể nào tưởng tượng được tổ mạch lực lượng năng lượng quá mức mênh mông đều có thể đem người xé thành hai đoạn bất quá loại sức mạnh này còn không ngăn được đạo lăng thể xác của hắn tràn ngập kinh thế sức mạnh chống lại bốn phía bát hoang trấn áp mà đến cội nguồn sức mạnh cùng lúc đó đạo lăng mở luân hồi thiên nhãn nhìn thấy một bộ không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng ở này mênh mông vô tận tổ mạch nơi một cái lệnh chư thiên thần linh đều có vẻ nhỏ yếu tổ mạch hừng hực thiêu đốt tỏa ra khủng bố ngập trời tổ mạch khí tức xuyên qua ngàn tỷ dặm cương vực đạo lăng kinh hãi gần chết chưa bao giờ gặp phải như vậy siêu nhiên tổ mạch thậm chí hắn cảm ứng được tổ mạch sức mạnh dường như vũ trụ căn nguyên chư thiên vạn giới hạt nhân dâng trào đại dương tinh khí chỉ có điều một điều này tổ mạch tự chủ phong ấn chỉ là thường thường thẩm thấu ra một ít tinh khí tẩm bổ phương này thần thánh tịnh thổ thật là khủng khiếp đây là siêu cấp gốc gác đạo lăng cuồng nhiệt không gì sánh được trong này năng lượng cội nguồn lấy mãi không hết dùng mãi không cạn có thể nói vô cùng vô tận sông tới thiên ma thần bọn họ đều kinh hãi mạnh như vậy tổ mạch nếu là bị một cái nào đó siêu cấp quần tộc nắm giữ quả thực muốn trở thành chư thiên biển sao mạnh nhất siêu cấp quần tộc chỉ riêng này cái tổ mạch có thể nuôi sống vô tận sinh linh thiên ma thần bọn họ tuy rằng thất xác nhưng là mạnh như vậy tổ mạch ai có thể na di mang đi có thể để bọn họ ở đây hấp thu hấp thu vô tận năm tháng cũng không thể hấp thu sạch sẽ chỉ có điều đón lấy đạo lăng cử động để bọn họ đều sợ hãi Nội vũ trụ của hắn toàn diện nở rộ, chư thiên đạo âm nổ vang, 9981 tôn đạo tôn tụng đọc đạo âm, đạo lăng nội vũ trụ hùng vĩ tuyệt thế. Ở mảnh này tổ mạch nơi không gian, mở ra một cái vũ trụ tinh không? Nội vũ trụ của hắn ở hô hấp thời khác, toàn bộ tổ mạch đều cộng hưởng theo. Trong lúc nhất thời đem đạo lăng nội vũ trụ tôn lên thần thánh không thể leo tới, trí cao vô thượng. Tại sao lại như vậy? hồn thiên nữ bọn họ thất xác, mặc dù là đạo lăng nội vũ trụ lại mạnh. Cũng không thể gây ra động tĩnh lớn như vậy, thậm chí xúc động tổ mạch chấn động, đây là cỡ nào kinh thế thể hiện. Tất cả những thứ này đều cùng đạo lăng nội vũ trụ tổ long mạch bảo nhãn có quan hệ. Bảy đại tổ long mạch bảo nhãn nổ vang, dâng trào tử quang, chảy xuôi tổ long khí tức. Sự tồn tại của bọn họ cùng côn luân tổ mạch sản sinh cộng hưởng, ầm ầm ầm. Bảy đại tổ long mạch bảo nhãn hừng hực khôi phục, quy tắc trật tự ngàn tỷ sợi bắn ra bốn phía. Ở Côn Luân tổ mạch năng lượng xuyên qua bên dưới, bảy đại bảo nhãn hóa thành bảy viên vũ trụ cự tinh, ầm ầm vận chuyển, thôn hấp Côn Luân tổ mạch lực lượng. Đây là một loại người thường rất khó đi tưởng tượng hấp thu tốc độ, quả thực dường như bảy đại chư thiên đế ở đây hấp thu tổ mạch lực lượng, cường thịnh đạo lăng tổ long mạch căn cơ nghịch thiên rồi, nội vũ trụ của hắn thần lực chẳng lẽ muốn cùng chư thiên đế sánh vai. Hồn thiên nữ bọn họ đều giật mình, cảm giác được rõ rệt đạo lăng nội vũ trụ thần lực rồi rào trình độ. Hiện tại ở côn luân tổ mạch tẩm bổ bên dưới, nội vũ trụ của hắn thần lực bắt đầu liên tiếp leo lên. Vù, hoàng kim tiên thụ cũng đang thiêu đốt, gì rào rung động nó cũng phải đến côn luân tổ mạch tầm bổ, đây là một gốc tiên căn, từng bước hừng hực lên, dường như một gốc chân chính tiên thụ ở thức tỉnh. Đã từng kiến mộc hiện tại hoàng kim tiên thụ. Hoàng kim tiên thụ nội hàm thần lực liên tiếp leo lên, này một gốc thụ đều ở cao lên, tốc độ cực kỳ nhanh, điều này nói rõ côn luân tổ mạch công hiệu quá mạnh. Mượn bảy đại tổ long bảo nhãn hấp thu thời khắc đánh cắp một phần tạo hóa. Tổ mạch chính là linh căn đứng đầu thai nghén, chư thiên vạn linh, tẩm bổ chư thiên đại dược đều có thể tẩm bổ trường sinh dược, cho nên nói hoàng kim tiên thụ lần này sẽ lột xác đến một cái người thường không thể nào tưởng tượng được trình độ hiện tại còn đang kéo dài lột xác. Hầu ca nhìn một hồi, hắn rời khỏi nơi này. Đạo lăng dùng hàn khuẩn thân phận không thể vẫn ở trong bảo khố ở lại, hiện tại gặp phải như vậy tạo hóa. Đạo lăng trong thời gian ngắn căn bản là không có cách rời đi. Hầu ca giả trang thành hàn khuẩn là đạo lăng tranh thủ thời gian. Đạo lăng đã ở côn luân tổ mạch nơi này sững sờ dòng dã một ngày. Loại này không ngừng nghỉ thôn vệ dưới, đạo lăng tổ long mạch triệt để lột xác, nguyên bản không chọn vẹn tổ long mạch tựa hồ hoàn hảo không chút tổn hại, một khi bắt đầu khôi phục thời khác. Như cùng một mảnh chư thiên long mạch ở bạo phát. chẳng lẽ muốn mở ra mới bảo nhãn? Đạo lăng kích động, nếu là có thể mở ra mới bảo nhãn, đem triệt để cùng tổ long mạch không liên quan, hết thảy đều là hắn. Tổ long không gian không ngừng nổ vang. Biển gầm bạo phát, cửu thiên sóng biển bao phủ, trí cường thần năng khôi phục. Nội bộ lúc sáng lúc tối, hỗn độn một mảnh, bên trong đang khai thiên tích địa, tổ long chi hống thường thường nổ vang đạo lăng nguyên thần đều muốn xuyên qua toàn bộ côn luân tổ mạch cảm ngộ côn luân tổ mạch sức mạnh trợ giúp hắn mở ra mới tổ long mạch dành thời gian a hầu tử ở tiếp tục giết bọn họ sớm muộn phát hiện thiên ma thần có chút nóng nảy hầu tử đã giết mười mấy cái đào móc bảo tàng thiên đạo giáo cường già kho báu bị trộm đi bí mật vẫn bị phong tỏa nhưng là bọn họ rõ ràng phong không được thời gian bao lâu sẽ triệt để bạo lậu, đến thời điểm bọn họ sẽ nổi điên. Ầm ầm ầm, một ngày này, Đạo Lăng nội vũ trụ run lên. Hoàng Kim Tiên Thụ bỗng nhiên vỡ vụt, nổ tung, nát tan. Ở Đạo Lăng ánh mắt kinh ngạc dưới, nổ tung Hoàng Kim Tiên Thụ, ở thoát thai hoán cốt, lưu lại một gốc tiên căn, hừng hực óng ánh tràn ngập bất hủ gợn sóng, có thể nói một gốc bất hủ tiên căn, có thể nói côn luân tiên căn. Hóa thành một gốc tiên căn. Đạo Lăng kinh sợ, hắn quan sát Trường Sinh tiên căn trưởng thành. Phảng phất nhìn thấy thu nhỏ lại bản tổ căn, có đi ngang qua tiên khung sức mạnh. Đạo Lăng quan sát Trường Sinh tiên căn, có một loại hiểu ra tự nhiên mà sinh ra, hắn luân hồi thiên nhãn bên trong mơ hồ phản chiếu ra một cái, ngang qua chư thiên biển sao mơ hồ cự long, quấn quanh hoàng kim khí vận, khủng bố tuyệt thế. ầm 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 tổ long không gian run dày dữ dội. Trong này sức mạnh bạo phát đến điểm giới hạn, bạo phát đến tổ long không gian rất khó gánh chịu thời khắc bắt đầu, từng sợi từng sợi lệnh chư thiên vạn linh run dày khí lưu. Bỗng nhiên cuồn cuộn mà ra thiên ma thần bọn họ trợn mắt ngoác mồm, loại này chư thiên lực lượng, đạo lăng long mạch mở ra một cái mới bảo nhãn, tám đại bảo nhãn đặt ngang hàng vận truyền. Lộ ra vô tận chư thiên sức mạnh, muốn rung động toàn bộ chư thiên tinh không? Ha ha ha, đạo lăng cười to, hắn tổ long mạch triệt để lột xác, tỏa ra mênh mông thần uy. Quả thực dường như chư thiên thần linh sức mạnh đang phun cháo. Ai? Đúng vào lúc này, đạo lăng sắc mặt trầm xuống, nội vũ trụ của hắn lực lượng lan tràn, phát hiện vùng đất này. Dĩ nhiên cất giấu một đầu khí tức cường thịnh sinh linh, thậm chí đạo lăng phát hiện hắn đã sắp rời đi côn luân tiên trí. Không được, đạo lăng biến sắc có người trốn ở chỗ này. Khẳng định là đạo quân thân tử thủ hạ vẫn chưa từng lộ ra, muốn lặng yên không một tiếng động bỏ chạy đi ra ngoài ở đạo lăng phát hiện hắn thời khắc này sinh linh không đang ngủ đông mang theo lửa giận nhanh như tia chớp lao ra các ngươi này quần thứ hỗn trướng sẽ gặp báo ứng trong mắt của hắn tất cả đều là phẫn nộ vị này chính là trông coi côn luân tiên trì cường già mấy ngày nay vẫn đang tổ mạch bên trong tu hành hiện tại bị phát hiện chỉ có thể mạnh mẽ lao ra mươi 3863, bế quan nơi, nhanh ngăn cản hắn, không thể để cho hắn truyền ra tiếng gió, bằng không liền phiền phức. Đạo lăng gào to, hắn rất khó có thời gian sông tới. Đạo lăng nội vũ trụ mới vừa mở ra hoàn thành, nội vũ trụ còn có chút bất ổn, nếu làm mạnh mẽ ra tay, nội vũ trụ rất có thể sẽ vỡ diệt. Vù, nội vũ trụ của hắn hừng hực thiêu đốt. Tám đại bảo nhãn liên tiếp nổ vang, sắp xếp cùng nhau, đè xuống nội vũ trụ hiện ra sức mạnh kinh khủng, chậm rãi hướng về trong cơ thể thu hồi. Đáng tiếc hiện tại Thiên Ma Thần cùng Hồn Thiên Nữ cũng không nghĩ tới, có người ẩn núp ở đây, thậm chí giấu giếm được ánh mắt của bọn họ, cũng là bởi vì Côn Luân tổ mạch sức mạnh quá mênh mông. Do đó dẫn đến bọn họ vô pháp hiểu rõ phương này tinh không. May là có hầu ca ở cửa bảo vệ, sự tình còn không là hỏng bét như vậy. Đạo lăng bọn họ lập tức truy kích. Con này sinh linh phi thường thông minh, vừa chạy vừa ném rất nhiều trận bàn, đây là một đầu màu máu sinh linh, ba đầu sáu tay, một loại hiếm thấy tiên thiên thần ma. Chính là đạo quân thân tử thủ hạ một đại chiến đem. Nếu không phải là bởi vì thân phận của hắn, cũng không thể chấn thủ ở côn luân tiên trì nơi này hầu ca nhanh ngăn cản hắn đạo lăng hét lớn vận chuyển lăng ba tiên bộ xuyên thấu tầng tầng cổ trận nhưng là tốc độ của hắn vẫn bị ngăn cản lại chỉ có thể trơ mắt nhìn cùng hắn chạy ra côn luân tiên trì đi tới thần điện ở trong hả thần điện đệ một kho báu bên trong hầu ca đứng ở chỗ này khi thấy một đầu ba đầu sáu tay sinh linh lao ra thời khắc nó con ngươi màu vàng kim trợn trừng toàn thể thả ra khủng bố khí huyết trùm sáng người này hầu tử cũng dám ngăn ta chết cho ta xa một chút ba đầu sáu tay màu máu sinh linh gầm lên quả thực có thể nói thời tuổi trẻ huyết ma hắn khí lực khôi phục đến đỉnh cao nhất trình độ khí huyết nổ vang thanh âm chấn động toàn bộ thần điện hống hắn đang thét gào để hầu tử mặt hát rất rõ ràng màu máu sinh linh muốn đem tin tức truyền đi, này một đầu sinh linh chiến lực có thể không yếu, muốn giết hắn không phải là đơn giản mấy chiêu. Dùng động thần điện, để trong siêu cấp cổ trận tất cả mọi người đều thất xác. Đây chính là bọn họ dốc hết tâm huyết trồng chất lên kho báu, kho báu này nếu là có sai lầm, ai cũng không chịu nổi loại đà kích này. Cái gì gợn sóng? không được kho báu xảy ra vấn đề rồi mau mở ra kho báu năm đại cường giả sắc mặt kinh biến trong nháy mắt kết ra đại thủ ấn mở ra thần điện mở ra thần điện để vượt qua mà đến tất cả mọi người đều run rẩy từng cái từng cái muốn rách cả mí mắt ngửa mặt lên trời gào thét ở trong mắt của bọn họ bên trong hình ảnh thần điện kho báu một cọng lông đều không dư thừa cái gì đều không có bọn họ đều muốn tức nổ bọn họ dốc hết tâm huyết bận việc thời gian dài như vậy mở ra các đại vực tràng đào móc tiên tàng bọn họ biết rõ thu gom đến cùng khủng bố cỡ nào đều ở cái này trong bảo khố nhưng là hiện tại kho báu bị cướp sạch ai là ai là ai lăn ra đây a à, lăn ra đây một tôn trận đạo đại tông sư thê thảm gào thét tâm phổi đều đang run rẩy con người đều đỏ cả người đều bốc khói xanh sau một khắc bọn họ đều nhìn thấy một đầu thần hầu đứng ở bên trong thần điện để bọn họ đều đang run rẩy thiên đình cái kia hầu tử ai cũng biết hắn lẽ nào là cái này hầu tử làm ra hầu tử đã cùng màu máu sinh linh đánh lên làm những người này nhìn thấy bên trong lại một lần nữa lao ra một người từng cái từng cái khí đến năm khiếu bốc khói đều muốn sống sờ sờ khí chết ở chỗ này huyền hoàng ma vương người dám to gan như thế ai cho ngươi lá gan bọn họ phát điên gào thét con ngươi bốc tơ máu có chút lão cường giả trái tim đều không chịu nổi ở ho ra máu tóc tai bù xù khuôn mặt dữ tợn đang vặn vẹo bọn họ rít gào có không ít người khạc máu quả thực muốn nuốt sống đạo lăng bọn họ Giết cho ta, giết bọn họ, kho báu quyết không thể có tổn, chẳng cần biết bọn họ là ai, cũng không thể để bọn họ sống sót rời đi nửa bước. Đếm không hết tài nguyên. Siêu cấp quần tộc đều không thể dễ dàng lấy ra, hơi một tí đều sẽ táng ra bại sản A, hiện tại đều bị huyền hoàng ma vương bọn họ chuyển hết rồi, chuyện này đặt ai trên người, ai cũng không chịu được toàn bộ siêu cấp cổ trận toàn diện khôi phục hơn trăm cường giả theo bốn phía bát hoang bên trong lao ra đáng giá một nói chính là trong này còn có sáu vị trận đạo đại tông sư chiến lực đều cực kỳ kinh người ở trong hư không khắc lại trận vết tích phong thiên tuyệt địa phải đem toàn bộ thần điện đều phong ấn lại phiền phức lại bị phát hiện nếu là đạo quân thân tử biết được muốn giết hắn căn bản không thể hồn thiên nữ nắm đấm nắm chặt hiện tại quan trọng nhất chính là vẫn không có biết rõ đạo quân thân tử người ở nơi nào hiện ở đây siêu cấp cổ trận toàn diện vận chuyển mặc dù là trận thiên kỳ đều không thể mở ra cổ trận lực lượng bọn họ một khi bị nhốt lại đến thời điểm giết đạo quân thân tử chính là ở nói chuyện viền vông, thậm chí còn sẽ bị đạo quân thân tử cho nhốt lại. "Hầu ca, lưu hắn một mạng, đừng giết hắn." Đạo Lăng truyền âm quát lên, "Hắn là đạo quân thân tử thủ hạ. Thông qua nó, hẳn là có thể tìm được đạo quân thân tử." Hầu ca âm thầm gật đầu, dưới tay nhả ra, đối kháng bốn phía bát hoang chém giết tới cường giả thậm chí siêu cấp cổ trận sức mạnh thẩm thấu mà đến loại này cổ trận đều có thể trong thời gian ngắn vây lại chư thiên đế các ngươi đều không thể sống sót rời đi người này dĩ nhiên có thể ở côn luân tổ mạch bên trong mở ra long mạch nhất định phải thông báo thiếu chủ màu máu sinh linh thành công giết ra khỏi trùng vây hướng về một phương hướng vượt qua phải tìm được đạo quân thân tử Hắn biết rõ thiên ma thần bốn người này mạnh mẽ, đạo quân thân tử không ra, chỉ bằng vào bọn họ căn bản không thể trấn áp này bốn đại cường già. Vù, hắn lấy ra một viên lệnh bài, có thể qua cửa siêu cấp cổ trận. Đạo lăng lặng yên không một tiếng động theo sau, ở trong thời không bước chậm. Lăng ba tiên bộ sức mạnh đối với thời không nắm giữ thật đáng sợ, siêu cấp cổ trận lại có làm sao? Đạo lăng hoàn toàn có thể vượt tới hiện đang đại chiến bạo phát. Không ai sẽ chú ý tới một ít nhỏ bé gợn sóng năng lượng. Vù, đạo lăng thành công vượt qua vô tận trận vết tích phong tỏa, lấy lăng ba tiên bộ sức mạnh, ngao du trong hư không. Vũ động thời không mưa ánh sáng, theo sát màu máu sinh linh di động. Để đạo lăng thất sắc chính là, siêu cấp cổ trận phía trước, vẫn còn có cổ trận tồn tại. Những cổ trận này cực đoan khủng bố hơn nữa không người chủ đạo. Nơi này lẽ nào không ai chấn thủ. Đạo lăng nội tâm vui vẻ, nói rằng, lẽ nào là bế quan đến cực kỳ trọng yếu cấp độ. Xua tan hết thầy thủ hạ. Một cái đã từng đạo tộc thủy tổ đạo đồng, cũng có thể nói người hầu, người hầu ám hại lão tổ, đạo lăng không tin con trai của hắn sẽ không đề phòng thủ hạ của hắn. Điểm này là rất có thể. Chỉ có điều đi tới đầu nguồn phương hướng, đạo lăng có chút kinh sợ hắn nhìn thấy một cái hỗn độn tiên bọc theo tiên khung buông xuống đan dệt hỗn độn thiên tinh tiên bọc bên trong tựa hồ bình tĩnh một cái lại một cái cổ xưa tiên nhân tất cả những thứ này đều có chút không chân thực có thể chỉ có chân thực là ngồi xếp bằng ở trong hư không đạo quân thân tử thần du thái hư nguyên thần tựa hồ cũng không ở trong người ta xem ngươi chết như thế nào đạo lăng nộ máu sôi cháo Nằm trong loại trạng thái này đạo quân thân tử, hắn đại đệ tử đến rồi cũng có thể đem hắn đánh thành trọng thương, nói không chắc đạo lăng một quyền có thể mang hắn đánh thành phấn vụn. Chương 3864, 24 kiếm thai, hắn đang làm gì? Đạo lăng biểu hiện dung mạnh, đầu tiên trong này cách cục quá kinh thế, một cái hỗn độn tiên bộc đầu nguồn phương hướng rất khó hiểu rõ. Tự hồ theo tầng 36 ngang qua xuống. Vùng đất này hỗn độn khí đan dệt, ở hỗn độn tiên bộc bên trong, chìm nổi một bộ lại một bộ cổ xưa tiên thi, những thứ này đều là thi thể. Cũng phảng phất như là sống sót bình thường, tràn ngập đáng sợ tiên đạo thần uy lít nhà lít nhít tiên thi trồng chất cùng nhau ở hỗn độn tiên bọc bên trong bồng bềnh tràn ngập tiên đạo khí tức thể xác của bọn họ trải qua vô tận năm tháng bất hủ nhất làm cho đạo lăng khiếp sợ chính là hỗn độn tiên bọc bên trong chìm nổi một cái tiên cung hừng hực óng ánh tiên quang vô cùng chuyện này quả thật chính là một tòa bất hủ tiên cung tiên cung bên trong chìm nổi một vị tuyệt đại mỹ nhân nàng nội hàm tiên tú ngọc cốt thiên thành cơ thể tràn ngập tiên huy tóc đen tóc đẹp khoác vai cái này tuyệt đại mỹ nhân ở ngủ say nhưng là nàng tiên thể bên trong chảy xuôi một loại lệnh thế gian đều đang run dày thần bí khí thế cô gái này đối với đạo lăng tới nói quá quen thuộc nàng dĩ nhiên là tiên vô địch đạo lăng tê cả ra đầu tiên vô địch ở đây bồng bềnh ở tiên cung bên trong nhưng là đạo quân thân tử ở đây làm gì đây là cái gì huyết dịch tuy rằng có ta đạo tộc một phần cổ huyết nhưng là này cửu sắc huyết dịch là cái gì làm sao có một loại tạo hóa hải khí thế đạo lăng khiếp sợ này đạo quân thân tử liền ngồi xếp bằng ở hỗn độn tiên bộc bên cạnh trong cơ thể lan truyền mênh mông đạo âm loại này thần bí đạo âm dĩ nhiên vượt qua hỗn độn tiên bộc thẩm thấu đến tiên cung bên trong nói chuẩn xác là đạo quân thân tử trong cơ thể chảy xuôi thần bí tiên huyết sức mạnh cửu sắc tiên huyết tràn ngập tạo hóa khí thế dần hiện ra thần bí tạo hóa tiên ngân nương theo đạo âm lan truyền đến tiên cung bên trong tiếp đó ảnh hưởng ngủ say tiên vô địch ở đạo quân thân tử không ngừng ảnh hưởng bên dưới tiên vô địch tiên thể đều hiện lên ra phức tạp tạo hóa tiên ngân như là một cái nhộng từng bước thôn phệ tiên vô địch hiện tại loại này thần bí tạo hóa tiên ngân. Đã sắp triệt để bao phủ tiên vô địch đã hội tụ ở xương chán của nàng bên trong. Tên nghiệp chướng này, ta nếu là muộn một bước, liền gây thành đại họa. Đạo lăng sắc mặt bỗng nhiên âm trầm lại. Hắn thấy rõ chuyện gì thế này, đạo quân thân tử muốn thu phục tiên vô địch, lấy loại này phương pháp đặc thù, ảnh hưởng ngủ say tiên vô địch nếu là hắn thành công. Hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi tiên vô địch là người nào? Trong cổ sử đáng sợ nhất thiên kiêu, cổ sử kỷ nguyên đỗ trạng nguyên, càng là côn luân tiên tộc tộc nhân. Nếu là có thể khống chế nàng, chẳng phải là khống chế toàn bộ côn luân tiên sơn, đây chính là hắn mưu đồ. Chủ thượng, vào lúc này, màu máu sinh linh đã xông vào đạo quân thân tử tọa quan nơi nơi này không tầm thường, có một tầng vô thượng cổ trận phong thiên tuyệt địa, bất luận người nào đều không thể tới gần, mặc dù là hắn đều không thể đi tới nơi này, chỉ có thể ở bên ngoài la lên. Chỉ bất quá hắn âm thanh mới vừa truyền tới thời khắc, phía sau trong giây lát rung động ra gợn sóng năng lượng, màu máu sinh linh kinh hãi gần chết, nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn thấy một cái bóng. Đi ngang qua đạo thứ hai phòng tuyến, giết đến chỗ này. Là ngươi. Màu máu sinh linh tê cả da đầu, biết rõ Huyền Hoàng Ma Vương sự đáng sợ, chớp mắt vận chuyển sóng âm thần thông. Muốn lan truyền đi vào tin tức để đạo quân thân tử xuất quan. Nhưng là tùy ý tốc độ của hắn nhanh hơn nữa, cũng không thể nhanh hơn Lăng Ba Tiên Bộ, cũng không thể nhanh hơn Đạo Lăng Đạo lăng đến rồi, nương theo khủng bố đến cực điểm sức mạnh cội nguồn, có thể nói mở ra hỗn độn thần ma ở đây nổi giận, nhân thể chảy xuôi mà ra khí thế, để màu máu sinh linh run rẩy Thể xác đều muốn ở hắn uy thế bên dưới nứt toác. Không, hắn hoảng sợ, đứng ở trạng thái mạnh nhất đạo lăng quá bá tuyệt, đầu đầy sợi tóc màu đen múa tung, toàn thể tràn ra sức mạnh cấm kỵ đây là hủy thiên diệt địa thủ đoạn, để vùng sao trời này đều ở sụp đổ. Phốc, màu máu sinh linh kêu thảm thiết, bại liệt trên đất như là một đoàn bùn nhão, thân thể sụp đổ, thảm không nỡ nhìn. Đạo lăng lao xuống mà đến, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, để màu máu sinh linh nằm dạp run dày, mà đạo lăng dĩ nhiên đi ngang qua đến tầng cuối cùng cổ trận. Lăng ba tiên bộ vận chuyển Luân Hồi Thiên Nhãn mở to, xuyên thủng đất trời trận vết tích đi ngang qua mà qua. Hắn đến rồi, xuất hiện ở Đạo Quân thân tử bế quan nơi. Thời khắc này, đạo lăng trong mắt sát quang ngập trời. Toàn bộ mái tóc múa tung, hắn có thể cảm giác được Đạo Quân thân tử sức mạnh, một cái kẻ địch hết sức đáng sợ. Xẹt xoẹt, hắn đến nơi này, không nói một lời. Trong phút chốc lấy ra thần hoang đại kích, khi này khẩu cái thế hung binh giải phong thời khắc thiên đều sụp nứt vô thượng cổ trận đều đang vặn vẹo bên trong nứt toát thời khắc này đạo lăng toàn thể sát quang vô cùng ầm 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 thần hoang đại kích chớp mắt bổ đi tới chùm sáng màu đỏ ngòm cắt ra mênh mông biển sao, thả ra khốc liệt cực điểm cái thế hung quang, bổ về phía đạo quân thân tử đầu. Tuyệt thế nguy cơ tập thân, đạo quân thân tử thể xác nổ vang. Nhận ra được nguy cơ, hắn cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng, ngủ say khí tức bắt đầu thức tỉnh, thẩm thấu tiên cung thần hồn cũng bắt đầu trở về. Nhưng là hắn nhanh hơn nữa. Cũng không thể nhanh hơn đạo lang hừng hực mà lại khủng bố thần hoang đại kích bổ ra hư không, trực tiếp bổ về phía đạo quân thân tử đầu. Cũng đúng vào lúc này, vùng thế giới này thay đổi. Trở nên vô cùng lạnh lẽo, có thể nói xâm la luyện ngục lóe lên, phẳng phất địa vực bên trong rút ra một khẩu tiếp một khẩu kiếm thai ở xuất khiếu ở thần hoang đại kích sắp bổ về phía đầu hắn thời khắc, đạo quân thân tử trong cơ thể trong thời gian ngắn dâng trào ra, một khẩu lại một khẩu kiếm thai, mỗi một chiếc đều tỏa ra chu tiên lực lượng. Này không phải là một khẩu, đầy đủ 24 khẩu tuyệt thế kiếm thai xuất khiếu, mỗi một thanh kiếm thai tỏa ra chu tiên khí tức quả thực muốn cắt rời cổ sử luân hồi. Khủng bố đến để người đời run sợ cấp độ đạo lăng đều tê cả ra đầu, đây là vô thượng trí bảo, một bộ vô địch lĩnh vực trí bảo, nương theo đạo quân thân tử vận chuyển, hóa thành vô thượng kiếm trận. Hộ vệ hắn an toàn, ầm ầm thần hoang đại kích cùng 24 kiếm thai oanh kích cùng nhau, diễn sinh ra không thể tưởng tượng nổi gợn sóng năng lượng, đổ nát toàn bộ cổ trận. Cuồn cuộn cửu thiên thập địa, đều cuốn lấy lên chấn động cửu thiên thập địa bão táp. Vô liêm sỉ hình ảnh này tạo thành một triệu dặm thời không vỡ diệt hình ảnh. Đang cùng hầu ca bọn họ liều mạng thiên đạo giáo cường giả toàn bộ đều muốn rách cả mí mắt, đó là đạo quân thân tử bế quan nơi, hiện đang phát sinh không lường được sự kiện lớn. Tất cả mọi người đều ngóng nhìn sang, nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi hình ảnh, 24 khẩu cổ xưa kiếm thai nương theo đạo quân thân tử vận truyền. Dĩ nhiên mạnh mẽ chống lại thần hoang đại kích sức mạnh ha ha ha, còn muốn đánh lén thiếu giáo chủ, thiếu giáo chủ có vô thượng trí bảo hộ thể, chờ thiếu giáo chủ thức tỉnh. Chính là giờ chết của ngươi. Có người giết gào, biết rõ 24 kiếm thai sự đáng sợ, chính là bất tử đạo quân đã từng luyện chế, ở chư thiên biển sao vẫn là có tên tuổi trí bảo sát khí. Chỉ có điều người này nụ cười trên mặt chưa từng duy trì bao lâu, liền triệt để run rẩy đạo lăng một tay cầm thần hoang đại kích ngửa mặt lên trời gào to luân hồi thiên nhãn mở thời khác một viên cổ xưa hỗn độn thạch nhãn khôi phục dâng trào ra diệt thế hỗn độn quang cắt ra vũ trụ càn khôn này hỗn độn thạch nhãn có không thể tưởng tượng nổi sức mạnh có thể xuyên thủng vũ trụ vạn vật quan sát cổ sử càn khôn ở hỗn độn thạch nhãn đặc thù sức mạnh bên dưới, này thạch nhãn sức mạnh dĩ nhiên đang vận chuyển 24 kiếm thai bên trong. Chống ra một cái hỗn độn đường nối, mở ra cổ sát trận. Giết! Khủng bố tiếng gào từng trận nổ vang, đạo lăng trong phút chốc khôi phục thể xác vận chuyển tới đỉnh cao nhất. Hướng về mở ra hỗn độn đường nối vung ra một quyền, để vũ trụ tinh không này đều đi theo nổ vang, rất nhiều đại sao đều rớt xuống. Tuyệt thế một quyền, thiết huyết vậy vô thượng thủ đoạn. Bao phủ đạo quân thân tử, để thức tỉnh đạo quân thân tử thống khổ không thể tả, phát ra như dã thú tiếng gào thét. Thân thể của hắn tự chủ chống đối, nhưng là vô dụng. Đạo lăng cú đấm này quá khủng bố, xuyên thủng đạo quân thân tử lồng ngực, đánh hắn nửa thân thể sụp nứt, cả người đều phải bị đánh thành phấn vụn. mươi 3866, quỷ phục sao có thể có chuyện đó? Đây là chư thiên long mạch, hắn lẽ nào là chư thiên đế hay sao? Thiên đạo giáo các cường giả trợn tròn đôi mắt. Tại sao có thể có mạnh như vậy suối nguồn thần lực? Đây là chư thiên đế mới có long mạch lực lượng A. Thậm chí có người cảm giác đạo lăng bạo phát sức mạnh cội nguồn, long mạch lực lượng. Tựa hồ vượt qua một ít Chư Thiên Đế Long mạch sức mạnh, mạnh mẽ như vậy Long mạch làm sao sẽ xuất hiện ở một cái đại đế trên người, đây cũng quá không phù hợp lẽ thường. Đạo Lăng ở Côn Luân tổ mạch bên trong được đại tạo hóa, mạnh mẽ đem không chọn vẹn tổ long mạch bù đắp một phần, tu ra thứ tám viên bảo nhãn. Từ nay về sau, tổ long mạch tu luyện chỉ có thể dựa vào đạo lăng chính mình nói cách khác đang tìm được còn lại bảo nhãn cũng vô dụng có mất cũng có được thế nhưng này chính là đạo lăng muốn chỉ có điều tổ long mạch phi thường đặc thù muốn tu thành cái thứ chín bảo nhãn vạn phần khó khăn chỉ có thể bước vào chư thiên đế cảnh giới mới có tư cách mở ra giai đoạn kế tiếp tổ long mạch nhưng là hiện tại Tổ Long mạch đủ rất khủng bố, để Đạo Lăng nắm giữ có thể nói chư thiên đế một ít sức mạnh, chỉ riêng này Tổ Long mạch sức mạnh đủ để trấn áp thiên hạ địch. Bất luận cái gì đại đế cảnh giới, đều rất khó nhịn được hiện tại Tổ Long mạch trấn áp. Hống, Đạo Quân thân tử gào thét, trong mắt của hắn đều đỏ, lại không vừa nãy lạnh nhạt. Đây là vượt qua hắn nhận thức sức mạnh, hiện tại xuất hiện ở Đạo Lăng trên người, uy hiếp tính mạng của hắn hắn tàn thể cùng nội vũ trụ vận chuyển tới cực hạn thiên đạo giáo vô thượng thiên công cũng cùng vận chuyển thời khắc này đạo quân thân tử hừng hực thiêu đốt có thể nói một tôn tạo hóa chiến thần toàn bộ bảo thể tràn ngập mênh mông tạo hóa khí thế chỉ có điều tùy ý sức mạnh của hắn lại mạnh ngang trời nghiền ép hắn sức mạnh quá kinh thế hãi tục đạo lăng tổ long mạch tràn ngập chư thiên thần linh lực lượng có thể nói ngàn tỷ đầu chân long đan sen vào nhau tỏa ra cái thế tổ long uy thế này khủng bố trấn áp lực lượng thiên ma thần bọn họ đều tê cả ra đầu đạo lăng được đại tạo hóa tu ra đến một môn đại sát khí mặc dù là tao ngộ chư thiên đế cũng có sức mạnh có thể toàn thân trở ra Huống hồ cắm rễ ở nội vũ trụ trường sinh tiên căn vào lúc này cực đoan khủng bố hắn hô hấp thời khác đều có thể hấp thu đạo quân thân tử một ít sức mạnh chuyển hóa thành sức mạnh của hắn đây chính là một cái thiên địa tiên căn hô hấp gian vũ trụ tinh không đều lu mờ ảm đạm a à, đạo quân thân tử gào thét vận chuyển đếm không hết thần thông bí thuật muốn muốn tránh thoát loại này trấn áp, nhưng là chư thiên thần linh lực lượng làm người nghe kinh hãi, quả thực chính là chư thiên biển sao sức mạnh đè ép xuống. Để hắn ở nghẹt thở bên trong run rẩy, hai chân của hắn đều ở uốn lượn, muốn hạ quỳ trên mặt đất. Tình cảnh này để thiên đạo giáo cường giả rất khó chịu đựng bọn họ muốn xông tới trợ giúp đạo quân thân tử chỉ có điều hiện tại thiên ma thần ở đây bọn họ đều tự thân khó bảo toàn đều phải bị đồ sát sạch sẽ thậm chí hồn thiên nữ đã sắp giết hướng về hỗn độn tiên bộc nơi này nổ ra một mảnh lại một mảnh cổ trận khoảng cách chỗ cần đến đã rất gần nếu là hồn thiên nữ ở giết tới đạo quân thân tử rất có thể sẽ chết đi quỳ xuống đạo lăng đứng chắp tay đứng ở trong thời không nhìn xuống đạo quân thân tử như một tôn trí cao vô thượng chiến tiên lạnh lùng nói phụ thân ngươi tội lỗi hiện tại do ngươi đến sám hối hống đạo quân thân tử phát điên gào thét trợn tròn đôi mắt cao cao tại hắn quét ngang cổ sử vô địch hắn lúc nào bị như vậy làm nhục quá thậm chí còn bị trấn áp lại trong lúc nhất thời vô pháp xiết ra ngoài ầm ầm Khí thế càng kinh khủng cùng đáng sợ, đạo lăng thân thể hóa thành Bất động Tiên Vương thuật. Nội vũ trụ dâng trào tổ long uy thế, hai đại vô địch lĩnh vực sức mạnh ở vạn đạo kinh vận chuyển bên dưới, hoàn mỹ tổ hợp lại với nhau, thả ra chấn động tiên khung cơn giận. Phốc, đạo quân thân tử như bị sét đánh, ho ra một khẩu huyết, hắn không chịu đựng được, quỳ trên mặt đất, phát ra tan nát cõi lòng âm thanh. Ta muốn chém ngươi sinh hồn! tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người đạo quân thân tử dĩ nhiên không chịu đựng được quỳ gối đạo lăng trước mặt hồn thiên nữ có chút kích động trong lòng tưởng tượng năm đó bất tử đạo quân đều là đạo tộc thủy tổ đạo đồng hiện tại hắn thân tử quỳ gối đạo lăng trước mặt truyền đi chắc chắn náo động vũ trụ đạo tộc tiền bối anh linh nếu là biết được cũng có thể mỉm cười cừu tuyền a à, quỳ xuống đất đạo quân thân tử gào thét, trong mắt của hắn bên trong lóe ra điên cuồng sát niệm, đây là một loại điên loạn lửa giận. Thúc đẩy hắn vận chuyển một môn khủng bố đỉnh cao nhất thủ đoạn bị cấm kỵ, toàn bộ thân thể đều bốc cháy lên một đám lửa. Một đám lửa này, có cửu sắc, phảng phất một đoàn tạo hóa tiên hòa. quấn quanh vô tận tạo hóa tiên ngân, lộ ra lệnh cổ sử luân hồi run dày khí thế. Lực lượng này xuất hiện đều vặn vẹo trấn áp sức mạnh của hắn cội nguồn, đạo lăng đáy mắt lóe ra một tia kinh sợ. Đạo quân thân tử quả thực hiến tế tất cả thể xác của hắn bên trong mơ hồ mở một đôi xuyên thủng ở luân hồi con ngươi màu vàng kim. Tạo hóa đoạt thiên, hắn giống to, đây là một loại khó có thể tin sức mạnh bắn ra xuyên qua vũ trụ biển sao theo thời khắc này bắt đầu phương này vòm trời ảm đạm tối tăm tựa hồ hết thảy đều bị tước đoạt sạch sẽ mặc dù là đạo lăng tổ long mạch lực lượng đều bị đoạt đi một phần thậm chí ở bí thuật này vận chuyển thời khắc đạo lăng cảm giác được suy yếu hắn khiếp sợ đây là bí thuật gì tại sao có thể có mạnh như vậy sức mạnh bí thuật này căn nguyên là cửu sắc tiên huyết, loại này tiên huyết cũng quá đặc thù, dần hiện ra thần bí phù hiệu, đoạt thiên tạo hóa. Thời khắc này đạo quân thân tử quả thực chính là tiên lô, phụt lên thiên địa tạo hóa để cho hắn sử dụng. Ầm ầm, vùng thế giới này nổ tung, hỗn độn đều ở đại vỡ. Tất cả vật chất hủy hoại trong chốc lát. Đạo Lăng bước chân đạp đạp lùi về sau, sắc mặt có chút tái nhợt, tổ long mạch hao tổn đều rất lớn đáy mắt của hắn có vẻ hoảng sợ, thật là đáng sợ bí thuật. Dĩ nhiên có thể sống qua hắn hai đại vô địch lĩnh vực trấn áp, phải biết đạo lăng nhưng là vận chuyển tổ long mạch sức mạnh. Phóc, chỉ có điều đạo quân thân tử cũng không dễ chịu, ho ra đầy máu. Thân thể toàn diện dạn nứt đều muốn hủy hoại trong chốc lát. Trong mắt của hắn tất cả đều là điên cuồng sát niệm, muốn khôi phục loại bí thuật này nhất định phải tiêu hao trong cơ thể hắn cửu sắc tiên huyết, một khi cửu sắc tiên huyết không còn, còn lấy cái gì đi thu phục tiên vô địch, quay đầu lại nhưng chính là công dã tràng. Này, ngay ở đạo quân thân tử phẫn nộ thời gian, hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, kinh hãi ánh mắt nhìn về phía Hỗn Độn Tiên Cung, chìm nổi ở bên trong tiên vô địch, cơ thể dần hiện ra thần bí phù hiệu lập tức bốc cháy lên, cửu sắc tiên huyết từng tia từng sợi chút xuống mà ra, hướng về hắn thiên linh cái lan tràn, tiếp tục thu phục tiên vô địch. Vù, tình huống bây giờ vạn phần nguy cấp. Đã chạm tới tiên vô địch xương chán, thần bí cửu sắc phù hiệu, tràn ngập tạo hóa khí tức, phảng phất từng đường đáng sợ tiên ngân, muốn chém đoạn tiên vô địch tất cả. Giao cho nàng cuộc sống hoàn toàn mới. Ha ha ha. Đạo Quân thân tử cười to, hắn tới trong này chính là vì thu phục Tiên vô địch. Vừa nãy liều mạng thời điểm trong cơ thể Cửu Sắc Tiên bệnh thiếu máu tổn quá lớn, vốn cho là rất khó thành công, không nghĩ tới vào lúc này, Cửu Sắc Tiên huyết tự chủ vận chuyển lên đến. chương 3867, Côn Luân Tiên Đỉnh Hỗn Độn Tiên Cung bên trong, tạo hóa tiên ngân đan dệt, sán lạn rực rỡ. Này một giọt lại một giọt cửu sắc tiên huyết dung động ầm ầm, dĩ nhiên tự chủ vận truyền. Lộ ra từng trận không thể tưởng tượng nổi sức mạnh, muốn xuyên qua xương chán của nàng. Đạo lăng biến sắc, hắn cảm giác sắp thành công rồi, cửu sắc tiên huyết dĩ nhiên sẽ tự chủ vận truyền sắp toàn diện bao trùm tiên vô địch đến thời điểm trời biết muốn phát sinh ra sao sự tình đạo lăng có chút bất an tiên vô địch nhưng là côn luân tiên tộc tuyệt đại thiên kiêu nếu là nàng xuất hiện cái gì bất ngờ sự tình liền phiền phức đạo quân tàn lãnh cười vẫn là thành công thiên không vong ta ta người mang đại khí vận tỷ lệ thắng tự nhiên thiên hướng ta ta làm thịt ngươi ngươi thu phục còn có tác dụng chó gì Trầm thấp tiếng nổ vang, có thể nói Cửu Thiên sấm sét để đạo quân thân tử như bị xét đánh. Hiện tại thương thế của hắn quá nghiêm trọng, tuy là đều có vỡ diệt độ khả thi. Một hai lần nhục ta, nếu không có ngươi đánh lén ta. Ta làm sao có khả năng bị ngươi đánh bại? Đạo quân thân tử mục trợn tròn đôi mắt, hắn tàn thể hừng hực thiêu đốt, 24 kiếm thai quay chung quanh hắn vận chuyển dâng trào thông thiên ánh kiếm, hóa thành một khẩu khủng bố cổ kiếm trận, phong thiên tuyệt địa, hắn cũng cười nhạt, đáng tiếc, hết thảy đều là công dã tràng. Các ngươi hỏng rồi ta đại sự thì lại làm sao, nhưng ta vẫn là thành công. Người mơ hảo, đạo lăng vung lên thần hoang đại kích bổ đi tới, khốc liệt chi khí dâng trào. Thần hoang huyết nhục đều muốn theo bạo phát chư thiên thần linh cơn giận, đánh giết 24 kiếm thai đều ở nổ vang hỗn độn thạch nhãn trong giây lát khôi phục. Chảy ra tiên thiên hỗn độn sát khí, này thạch nhãn vạn phần khủng bố, hai đại trí bảo liên thủ uy năng bên dưới, 24 kiếm thai đều đang tiếng rung. Kiếm trận này đồ vận chuyển đều có chút mất linh quang. Vù, đạo lăng gào to, sức mạnh ngang qua mà qua, thẩm thấu kiếm trận đồ, đánh về phía đạo quân thân tử. Nguyên bản hắn liền phá nát thân thể. Rất khó nhịn được loại sức mạnh này, hắn muốn rách cả mí mắt, toàn bộ thân thể chảy ra đoạt thiên tạo hóa lực lượng, phảng phất là một loại bất tử bất diệt sức mạnh. Ở hắn tàn thể bên trong vận chuyển lên đến. Vù, đạo lăng trong lúc nhất thời thất sắc, chuyện này quả thật chính là một loại bí thuật cấm kỵ, đạo quân thân tử đều bị hắn đánh thành như vậy. Nhưng là hắn vẫn còn có hy vọng sống lại. Cái này chẳng lẽ chính là bất tử đạo quân lai lịch, bí thuật này có thể đoạt thiên tạo hóa. Bất tử đạo quân, được xưng bất tử. Đạo lăng khiếp sợ. Đạo quân thân tử phảng phất hóa thành một cái tạo hóa vũ trụ, phụt lên thời khắc, vũ trụ tinh đấu run rẩy dữ dội, thậm chí hỗn độn tiên bọc đều ở nổ vang. Trong này chìm nổi vô tận tiên thi tỏa ra hừng hực quang hà, còn sót lại tiên thi chi nguyên đều bị hắn cướp đoạt, hướng về hắn bắt đầu hội tụ. Bùm bùm, hắn tàn thể thiêu đốt, tách ra xương cốt cấp tốc tu bổ, không chọn vẹn thân thể ở thiên địa thần lực tầm bổ bên dưới, bắt đầu mãnh liệt khôi phục, quả thực muốn đứng ở cường thịnh thời đại. Ta là bất tử, bất diệt. Tùy ý ngươi thủ đoạn lại mạnh, cũng không cách nào uy hiếp ta. Đạo quân thân tử cơ thể thần mang bắn ra bốn phía, như một tôn bất diệt thần linh, hắn cười lạnh nói, chờ ta chậm lại đây chính là giờ chết của ngươi. ầm ầm ầm, đúng vào lúc này, hỗn độn tiên cung run dày đáng sợ hơn, tự chủ vận chuyển cửu sắc tiên huyết, dĩ nhiên đan sen vào nhau, hóa thành một cái mơ hồ thân thể. Phảng phất ngồi xếp bằng ở chư thiên tạo hóa bên trong, tụng đọc vô thượng chân kinh. Đây là cái gì? Đạo quân thân tử biến sắc, tại sao lại như vậy? này tiên huyết hắn rõ ràng rèn luyện rất nhiều lần không khả năng sẽ có tinh thần ý chí khác nhưng là hiện đang phát sinh biến cố để sắc mặt của hắn có chút khó coi cảm giác bị mưu hại mấy ngày nay bận rộn đồ làm sính lễ mà thôi mặc dù là thành công tiên vô địch cũng không thuộc về hắn sẽ bị những người khác trong bóng tối khống chế lại đáng ghét ngay lúc này hủy thiên diệt địa khí tức dốc toàn bộ lực lượng, đạo lăng lập tức ngang xuyên qua, dẫm lăng ba tiên bộ, nắm giữ hai đại trí bảo, giết vào 24 kiếm thai bên trong. Hắn toàn diện khôi phục. Muốn chém đi đạo quân thân tử, bằng không hắn sẽ đứng ở cường thịnh trạng thái, đến thời điểm đang muốn giết hắn, khó khăn tầng tầng. Xẹt xoẹt, thần hoang đại kích thiêu đốt hỗn độn thạch nhãn toàn diện khôi phục, hai đại trí bảo treo ở kiếm trong trận đồ, mạnh mẽ để kiếm trận đồ vận chuyển cương cố trụ. Người không giết chết được ta, chờ ta chậm lại đây. Ta giết tới ngươi tuyệt vọng. Đạo quân thân tử gào thét, khôi phục không ít gốc gác khôi phục toàn bộ thể xác dần hiện ra vô cùng vô tận thần thông bí thuật. Hắn biết rõ đạo lăng nội vũ trụ sự đáng sợ, tuyệt đối không thể liều, bằng không còn biết bị tổ long mạch kiềm chế lại ầm ầm. Đạo lăng một quyền đánh tới đi, kiếm trận đồ đều đang run rẩy cái thế quyền thế dâng trào ra, oanh tạp đạo quân thân tử lại một lần nữa thân thể dạn nớt. Toàn bộ cánh tay đều bị oanh thủng trăm ngàn lỗ. Hắn ho ra đầy máu, bay ngang ra ngoài, phát ra dã thú tiếng gào thét, "Đánh đi, ta xem ngươi có thể đánh đến khi nào, ngươi không giết chết được ta." "Không giết chết được ta? Ha ha ha." Trong mắt hắn tất cả đều là lạnh lẽo cùng điên cuồng, quả thực như là một con rắn độc nhìn chằm chằm đạo lăng. Cơ thể hắn cuồn cuộn không ngừng vận chuyển đoạt thiên tạo hóa sức mạnh, thôn hấp thiên địa thần năng, đây là một loại bất tử bí thuật. Bất Tử Đạo Quân cũng là bởi vì loại này công tham tạo hóa bí thuật bị các đại quân tộc xưng là Bất Tử Đạo Quân. Giết không chết ngươi, người quá đánh giá cao chính ngươi. Đạo Lăng hai mắt bỗng nhiên mở to, mi tâm mở một chiếc mắt nằm dọc, có thể nói luân hồi cửa lớn sinh ra, thả ra khủng bố tiệt luân luân hồi khí thế đạo lăng cơ thể phát sáng, lỗ chân lông phụt lên mênh mông luân hồi vòng xoáy, thời khắc này hắn, phảng phất luân hồi đế tôn, đại luân hồi thuật vừa ra, phong thiên tuyệt địa. Sáng lập chư thiên vạn linh, mở ra sinh tử cửa lớn, phong thiên tuyệt địa. Đại luân hồi thuật, đạo quân thân tử đáy mắt lóe ra một tia kinh hãi, đây là côn luân tiên tộc cái thế bí thuật. Đại Luân hồi thuật, cái môn này bí thuật lan đến hắn thời khắc, thời khắc này đạo quân thân tử có một loại bị luyện chết xu thế, trong cơ thể cường thịnh khí huyết khí huyết. Ở đại luân hồi thuật sức mạnh bên dưới, bắt đầu cấp tốc suy yếu. Không, hắn hoảng sợ rít gào, cảm giác hết thảy đều bị tước đoạt, hắn mưu đoạt tạo hóa đều bị tước đoạt. Hắn gào thét, cơ thể rực rỡ tạo hóa tiên ngân đan dệt cửu sắc tiên huyết vận chuyển, đem đoạt thiên tạo hóa bí thuật khôi phục đến mức tận cùng. Ồ, đạo lăng khiếp sợ bởi vì đại luân hồi thuật sức mạnh bị ngăn chặn ở. Nói chuẩn xác, có một phần lớn nguyên do thực bởi vì cửu sắc tiên huyết. Đây rốt cuộc là cái gì bảo huyết? Dĩ nhiên liền luân hồi sức mạnh đều chịu được. Đạo huynh nhanh giúp ta một chút sức lực dùng đại luân hồi thuật đem ta đưa vào đi bằng không tiên vô địch liền xong hồn thiên nữ xông lại đây nàng nói ra lời nói để đạo lăng ngờ vực xác thực ở đại luân hồi thuật khôi phục thời khác đạo lăng cùng hỗn độn tiên bộc có một loại cảm ứng thậm chí hắn phát hiện hỗn độn tiên cung phòng thủ chính là đại luân hồi thuật sức mạnh đã như thế đạo lăng có thể bước vào hỗn độn tiên cung bên trong đạo huynh đừng do dự phụ thân ta từng chiếm được côn luân một mạch đạo thống ta có biện pháp giúp đỡ tiên vô địch nếu là nàng bị trấn áp lại hậu quả khó mà lường được hồn thiên nữ nôn nóng vạn phần cảm giác tiên vô địch sắp bị trấn áp lại nàng hiện tại ở ngủ say căn bản không có tự mình ý thức một khi tự thân dấu ấn bị chém đứt sạch sẽ đến thời điểm rất khả năng là xác chết di động a à, đạo quân thân tử gào thét liên tục như là một người điên một dạng toàn thể cửu sắc tiên quang bắn ra bốn phía trong cơ thể hắn cửu sắc tiên huyết đều đang thiêu đốt tràn ngập ra khủng bố tạo hóa khí tức đây là món đồ quỷ quái gì vậy đạo lăng tê cả da đầu vào lúc này đạo quân thân tử tựa hồ không còn là hắn trong biển ý thức của hắn ẩn núp một tôn trí cao vô thượng thần linh tràn ngập mênh mông tạo hóa tiên uy làm con mắt mở thời khác để đạo lăng thần thái cuồng biến. Hắn nhận ra, muốn hủy diệt tam thập tam trọng thiên truyền thừa cường giả bí ẩn, chính là hắn. Cửu sắc tiên huyết hội tụ mà thành nhân vật khủng bố ở bạo phát. Chống đối đạo lăng, hắn nhìn ra đại luân hồi thuật có thể uy hiếp kế hoạch của hắn. Chỉ có thể đánh cực một lần. Đạo lăng đáy mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo trong phút chốc vung ra một đạo luân hồi ánh sáng soi sáng ở hồn thiên nữ trên người hồn thiên nữ nhanh như tia chớp nhằm phía hỗn độn tiên bộc điều này làm cho đạo quân thân tử gào thét người vô liêm sỉ người nếu là dám to gan như thế các ngươi sẽ diệt tộc có chút người ngươi không trêu chọc nổi nếu là kế hoạch thất bại sẽ vì ngươi quần tộc chiêu gây ra đại họa đại họa năm đó vẻn vẹn dựa vào một nô bộc làm sao có khả năng diệt hộ đạo giả một mạch. Ta xem liền cùng những người này có quan hệ. Đạo lăng nổi giận đùng đùng, nghĩ đến kinh tổ đạo tôn. Trong lúc nhất thời nộ huyết sôi trào, cả người tự chủ lộ ra cái thế hung khí, tràn ngập ra đồ thần diệt tiên tinh thần ý chí. Hắn khôi phục, đại luân hồi thuật vận chuyển tới cực hạn mảnh bầu trời này đều hóa thành một cái khủng bố luân hồi vòng xoáy sắp xếp không nói được luân hồi đại hắc động lộ ra sinh từ cực hạn sức mạnh cửu sắc tiên huyết xác thực vạn phần khủng bố nhưng là đại luân hồi thuật cũng khả năng khắc chế đây chính là hai loại khắc chế lẫn nhau sức mạnh ở đây vận chuyển lên đến trong lúc nhất thời thiên băng địa hãm quỷ khóc thần hào các loại đáng sợ luân hồi mưa ánh sáng rơi cửu sắc tiên ngân xé rách thiên này Đáng ghét, đạo lăng trong lúc nhất thời bạo phát khí thế quá hung, liền trong cơ thể hắn cường giả bí ẩn dấu ấn đều trong thời gian ngắn vô pháp trấn áp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hồn thiên nữ bước vào tiên cung bên trong. Mới vừa đi tới nơi này, hồn thiên nữ tao ngộ tuyệt sát, cửu sắc tiên huyết có linh, ngăn cản bất luận cái gì cường địch tới gần. Ẩm ầm nhưng là hỗn độn tiên cung lại run rẩy lên, một khẩu tiên đỉnh màu tím ngang dọc mà ra, phun ra ngập trời bất hủ tiên ngân, khi hắn bắt đầu thức tỉnh thời khác. Một tia khí thế không tên thả ra ngoài, để đạo lăng đều run sợ. Đây là cái gì? Thiên ma thần bọn họ đều dọa sợ, này tiên đỉnh màu tím quá khủng bố, hơn nữa hắn còn không trọn vẹn không ít chỉ có điều bảo vật này khí tức khủng bố tuyệt luân, có thể nói mạnh nhất tiên vật tràn ngập ra sức mạnh tiêu diệt đếm không hết cửu sắc tiên huyết. Côn luân tiên đỉnh, người như có linh, trợ giúp tiên vô địch. Hồn thiên nữ lấy ra côn luân tiên đỉnh, đây là cha nàng mạnh nhất bảo vật, bắt nguồn từ ở côn luân tiên tộc chấn tộc trí bảo, côn luân tiên đỉnh, cố nhiên không trọn vẹn nhưng là này vô thượng trí bảo giá trị vô pháp cân nhắc so với thần hoang đại kích còn muốn quý trọng nhiều lắm. ầm ầm ầm, không chọn vẹn tiên đỉnh, rung động ầm ầm. Bên trong đỉnh bùng nổ ra trời long đất lở khủng bố thần âm, tiên đỉnh có linh, côn luân tiên tộc cố nhiên vỡ diệt nhưng là hắn làm côn luân tiên tộc chấn tộc đồ vật tự nhiên biết tiên vô địch hắn bốc cháy lên phảng phất đang khóc thần thả ra sức mạnh xúc động tiên vô địch ngủ say tiên thể thức tỉnh tuyệt sắc mỹ nhân con ngươi cũng cùng chậm rãi mở chương 3868, bi thảm đạo quân thân tử tiên vô địch con ngươi cố nhiên mở, nhưng là lại trống rỗng, đây là nàng cơ thể bản năng phản ứng, nàng nguyên linh y nguyên đang ngủ say. Hồn thiên nữ lấy ra côn luân tiên đỉnh, vạn phần khủng bố, hừng hực thiêu đốt, màu tím tiên ngân ngàn tỷ sợi dâng trào, hắn tản mát ra gợn sóng, quả thực dường như thương khung lật úp. Làm cho cả tầng 30 năm đều đang lay động. Hỗn độn tiên bộc đều là rung động, bên trong đếm không hết tiên thi phát sáng, nương theo Côn Luân Tiên đỉnh ở cộng hưởng. Tiên đỉnh có linh, biết được Côn Luân tiên tộc đến cùng phát sinh đại sự gì, tự chủ gào thét, xúc động vô số tiên thi theo phát sáng, tựa hồ muốn phát ra một tiếng tiếp một tiếng tiếng gào đau thương đạo lăng cuối cùng cũng coi như rõ ràng vì sao hồn thiên nữ muốn không chọn vẹn đồ vật nàng hẳn là muốn dùng côn luân tiên tộc không chọn vẹn đồ vật dùng để tu bổ côn luân tiên đỉnh tiên đỉnh này cố nhiên không chọn vẹn nhưng là y nguyên khủng bố vạn phần để hỗn độn tiên cung suýt nữa sụp nứt a à, đạo quân thân tử muốn rách cả mí mắt hết thảy đều xong hắn không nghĩ tới sẽ xuất hiện biến cố như vậy nhất không nghĩ tới chính là đạo lăng nắm giữ đại luân hồi thuật loại này nghịch thiên bí thuật từ nay về sau đạo lăng chính là đối thủ một mất một con của hắn thùng thùng côn luân tiên đỉnh rung động lên thời khắc cùng tiên vô địch sản sinh một loại cộng hưởng cái này tiên đỉnh tựa hồ đã từng che chở quá tiên vô địch, dĩ nhiên tự chủ treo ở trên đỉnh đầu nàng, rủ xuống ngàn tỷ lớp màu tím tiên ngân, muốn tỉnh lại nàng ngủ say nguyên linh. Thậm chí nàng tiên thể phát sáng, hừng hực óng ánh, đây là một loại người đời rất khó tưởng tượng sinh mệnh chi nguyên đang thức tỉnh, dâng trào, bạo phát. Tiên vô địch phảng phất thức tỉnh thời khắc này nàng có thể nói cửu thiên tiên châu nàng nhưng là thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất cố nhiên nàng vô tận năm tháng chưa từng xuất thế nhưng là nàng ở các đại cổ địa lưu lại sức mạnh ảnh hưởng năm tháng dài đằng đẵng y nguyên là hằng cổ số một nàng bồng bềnh ở hỗn độn tiên cung bên trong càng ngày càng hưng hực cuối cùng phảng phất tiên cổ đại nhật đang thiêu đốt tiên thể chảy xuôi không gì sánh kịp tiên đạo sức mạnh ầm 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 ngay ở sức mạnh của nàng dâng trào đến cực hạn thời khác. Tiên thể bên trong bồng bềnh ra đếm không hết tạo hóa tiên ngân, một giọt lại một giọt cửu sắc tiên huyết tự chủ vận chuyển, rung động ầm ầm ở nàng toàn thân bên trong thoáng hiện. Muốn ràng buộc trụ nàng tiên thể, Tùng tung tung, côn luân tiên đỉnh nổ vang tốc độ đang tăng nhanh, mỗi một lần nổ vang, cũng làm cho tiên vô địch tiên thể hừng hực một phần. Này côn luân tiên đỉnh đều muốn cùng nàng hợp làm một thể, đưa nàng nhân thể phong ấn toàn diện nứt toát. Nhưng là này phong ấn muốn phá tan không phải như vậy dễ dàng. Đạo quân thân tử ở đây tiêu tốn thời gian dài như vậy, không thể để tiên vô địch dễ dàng chặt đứt phong ấn, thậm chí trong này đều cùng nàng hòa làm một thể. Côn luân tiên đỉnh cũng không cách nào mạnh mẽ xé rách những này phong ấn. Ẩm ầm Bỗng nhiên, vắng lặng Hỗn Độn Tiên Cung rung động lên, nằm dày đặc vô tận luân hồi văn tự phát sáng. Toàn bộ Hỗn Độn Tiên Cung phảng phất một cái luân hồi không gian, nội bộ lan tràn ra luân hồi sinh tử khí tức hướng về Tiên Vô Địch Tiên thể lan đến. Này phong ấn đều đang vặn vẹo, muốn ở luân hồi sức mạnh bên dưới tiêu hao sạch sẽ. Tình cảnh này để đạo quân thân tử trợn tròn đôi mắt, hắn đều muốn cùng trong cơ thể ngồi xếp bằng cường giả bí ẩn hóa thân hợp làm một thể. Bùng nổ ra trước nay chưa từng có sức mạnh, xúc động 24 kiếm thai lực lượng chém về phía đạo lăng. Còn muốn làm loạn, chấm than ngoặc kép, đạo lăng đáy mắt lóe ra một tia ánh sáng lạnh lẽo chất phát khí huyết phân tán, tổ long lực lượng tiết ra ngoài, nương theo luân hồi lực lượng dốc toàn bộ lực lượng, hướng về đánh tới đạo quân thân tử đánh giết. Chỉ cái này một quyền. Xúc động đại vũ trụ nổ vang, luân hồi ánh sáng che ngợp bầu trời nộ cuốn mà ra, nương theo thần hoang đại kích cùng hỗn độn thạch nhãn uy năng, cùng đạo quân thân tử giết cùng nhau. Giết đạo quân thân tử đang gào thét hắn muốn giết tới một lần nữa ra cố phong ấn một khi tiên vô địch thoát vây hậu quả khó mà lường được nhất định sẽ liên lụy hắn liền ngươi hiện tại tấm này đức hạnh cũng dám đi lên tìm tội nhận đạo lăng cú đấm này khủng bố vô biên đều muốn mở ra luân hồi thiên môn thậm chí xúc động hỗn độn tiên cung nổ vang chỗ bùng nổ ra đi sức mạnh, để đạo quân thân tử phẫn nộ, đây là đáng sợ luân hồi sức mạnh, để trong cơ thể hắn cửu sắc tiên huyết lu mờ ảm đạm. Nội bộ ngồi xếp bằng cường giả bí ẩn hóa thân đều phải bị luyện chết. Phóc, đạo quân thân tử ho ra đầy máu, thân thể lại một lần nữa sụp nứt, hắn tóc tai bù xù gào thét, con ngươi đều đỏ. Chưa bao giờ có người, đem hắn bước đến một bước này. từ vừa mới bắt đầu hắn liền bị thương nặng, lại bị đạo lăng tổ long mạch chấn gốc gác tổn thất lớn, bằng không cũng sẽ không như thế thảm. Vô liêm sỉ, đạo quân thân tử lửa giận trong lòng thiêu. Mắt trần có thể thấy tiên vô địch càng hừng hực, hỗn độn tiên cung sức mạnh áp chế lại cửu sắc tiên huyết gợn sóng, thậm chí ở luyện hóa cửu sắc tiên huyết sức mạnh. Theo vào lúc này bắt đầu tiên vô địch khí tức ngang qua mà ra che lại phong ấn lực lượng thân thể của nàng tiên tàng hừng hực thiêu đốt dâng trào óng ánh tiên quang đâm rách liên miên phong ấn chặt đứt cửu sắc tiên huyết rất nhiều dấu ấn vô liêm sỉ ngươi sẽ trả giá nặng nề đạo quân thân tử hận muốn điên tất cả cũng không kịp mặc dù là hắn có thân thể bất tử vào lúc này cũng bị Đạo Lăng đánh gốc gác tổn thất lớn, khí tức suy yếu, này đại luân hồi thuật là cỡ nào thần thông, muốn luyện hóa hắn thân thể bất tử. Đánh đổi, hiện tại trả giá thật lớn hẳn là ngươi. Đạo Lăng trong mắt chính là sát niệm, thế tiến công càng cuồng mãnh, một tầng tiếp một tầng thông thiên triệt địa tuyệt sát đại thuật. Liên tiếp oanh bổ vào đạo quân thân tử trên người hắn đều phải bị đánh đổ hình thần đều diệt đối với hắn thân thể bất tử thiên ma thần bọn họ đều đỏ mắt bí thuật này quá kinh người đoạt thiên địa tạo hóa quả thực chính là một loại vĩnh sinh bất tử cái thế bí thuật người chờ ta sau ba ngày ta sẽ đến giết ngươi đạo quân thân tử gào thét lập tức cấp tốc lui lại hắn phía sau cổ động nổ tung bên trong có một cái truyền tống trận đang thức tỉnh bao bọc đạo quân thân tử rời đi ngươi còn muốn trốn, chấm than ngoặc kép, đạo lăng con mắt đều dựng đứng lên, đã đến lúc này. Nếu để cho đạo quân thân tử cho chạy trốn, tương lai đang muốn giết hắn độ khó quá to lớn. Hỗn độn thạch nhãn trong phút chốc bốc cháy lên, dâng trào ra khủng bố vô biên hỗn độn cổ khí. Đạo lăng đem hỗn độn thạch nhãn sức mạnh vận chuyển tới cực hạn, toàn bộ tầng 30 năm tựa hồ cũng phản chiếu ở hỗn độn thạch nhãn bên trong ở đây, đạo lăng ở mênh mông trong thời không. Lùng bắt đến đạo quân thân từ tâm tích. Hắn không chậm trễ chút nào, hỗn độn thạch nhãn thả ra diệt thế hỗn độn quang, trong phút chốc xuyên thủng bên ngoài 10 triệu dặm một vùng sao trời. Nơi này sụp đổ, nhuộm đỏ huyết, một cái cụt tay đều bay ra, nương theo như dã thú gào thét, hắn kém chút bị hỗn độn thạch nhãn sức mạnh xé thành phấn vụn. Ta xem ngươi trốn đi đâu đạo lăng dẫm lăng ba tiên bộ ngang qua thời không sông dài, toàn thể tràn ngập ra khủng bố ngập trời khí tức ép sụp vô tận thời không. Hướng về đầu nguồn phương hướng nộ cuốn tới. Cùng lúc đó thần hoang đại kích ở bạo phát từng đường chùm sáng màu đỏ ngòm, cắt ra bốn phía bát hoang hư không, hướng về đầu nguồn phương hướng càn quét. Muốn tiêu diệt tuyệt đạo quân thân tử sinh cơ. chương 3869, đánh nổ. Thiếu giáo chủ, còn sống sót một ít thiên đạo giáo cường giả gào thét, con người một mảnh đỏ tươi, nội tâm tất cả đều là điên cuồng sát niệm ở lan tràn. Hôm nay chuyện xảy ra, để bọn họ đều muốn tuyệt vọng, bất tử đạo quân vẫn lấy làm kiêu ngạo thập nhị thần quỷ trận bị phá đi, kho báu bị cướp sạch sạch sẽ, bế quan đạo quân thân tử gặp tập kích liền bọn họ tới trong này lớn nhất nhiệm vụ, hiện tại cũng bị phá hỏng rơi mất. Mà hiện tại, đạo quân thân tử tính mạng đáng lo, quả thực bị giết trời cao không đường, dưới đất không cửa. Hỗn độn thạch nhãn uy năng kinh thế, xuyên thủng cổ trận lực lượng, mạnh mẽ chặn lại đạo quân thân tử, đổ nát vùng sao trời này, bên trong dâng trào huyết dịch, nương theo xương vỡ. Cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương, ầm 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 thần hoang đại kích bổ đi tới, này hung binh uy năng đủ để chấn thế, từng đường chùm sáng màu đỏ ngòm, cắt ra vũ trụ tinh không? Quả thực muốn nát tan thời không sông dài, giết ra một cái cả thế gian xưng tôn con đường. Hư không vỡ diệt càn khôn nát tan, nơi này hóa thành một cái hủy thiên diệt địa khu vực nhuốm máu hủy diệt trong khu vực, một tôn tiếp một tôn đại sát khí ẩm ẩm vận chuyển, hừng hực thiêu đốt, mới vừa khôi phục liền bùng nổ ra trí cường gốc gác, đây là một loại đồ vật tự hủy thủ đoạn. Cực đoan dọa người, này không phải là một khẩu, đầy đủ mấy chục khẩu đại sát khí một lần khôi phục, chói loại phá nát tinh không, ở đây chống ra một mảnh vực tráng. Chống lại thế tiến công giống như mưa to gió lớn. Giết! đạo lăng giống to giết đạo quân thân tử quyết tâm thịnh liệt hắn đi ngang qua vô tận thời không vồ giết về phía mảnh này hủy diệt khu vực thần hoang đại kích khôi phục hỗn độn thạch nhãn thiêu đốt tổ long mạch lực lượng toàn diện vận chuyển duy trì hai đại trí bảo vận hành này hai đại trí bảo quá bá tuyệt đại đế chỉ có thể khôi phục một tôn nhưng là đạo lăng có tổ long mạch chống đỡ hoàn toàn có thể khôi phục hai đại trí bảo khốc liệt sát khí đan dệt Hỗn độn thạch nhãn ổn định mảnh này hủy diệt chống đối, khóa lại vực tràng, dâng trào tiên thiên hỗn độn quang. Xẹt xoẹt, thần hoang đại kích uy năng dọa người, một đòn tiếp một đòn. Đều muốn xé rách vũ trụ tinh không, bắn chìm mênh mông biển sao, một khẩu tiếp một khẩu đại sát khí bắt đầu tan vỡ. Huyền hoàng ma vương, thiếu giáo chủ nếu là có tổn, ngươi sẽ trả giá nặng nề người sư tôn đều muốn theo chôn cùng, hắn không phải bất tử đạo quân đệ tử, mà là hắn thân tử. Có lão cường giả rít gào, không thể nào tưởng tượng được đạo quân thân tử một khi chết trận. Bất tử đạo quân là cỡ nào thịnh nộ, đây là hắn con trai duy nhất, cũng là biển sao đệ nhị cường giả, nhưng là nói là bất tử đạo quân kiêu ngạo, nếu là hắn chết rồi. Hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đúng hắn vừa mới dứt lời một khẩu diễm diễm rực rỡ tiên thiết đập xuống hầu ca mang theo kim cô bổng đập chết một cái lại một cường giả thiên đạo giáo những nhân mã này sắp bị thiên ma thần bọn họ giết sạch mảnh này siêu cấp cổ trận cũng bị đánh thủng trăm ngàn lỗ trong này máu chảy sông dài thiên đạo giáo một nhóm hạt nhân tầng cường giả liên tiếp chết đi rốt cuộc nhiều như vậy trận đạo đại tông sư, toàn bộ chết ở chỗ này, đối với thiên đạo giáo đà kích quá nặng nề. ầm 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 vùng vũ trụ này đều nổ tung, đạo lăng giống như cuồng thần, mang theo thần hoang đại kích bổ ra mảnh này đại sát khí, vỡ diệt mảnh này vực tráng. Bên trong lộ ra một cái ngồi xếp bằng ở trong hư không đoạt thiên địa tạo hóa cái bóng. Đạo quân thân tử muốn rách cả mí mắt thương thế của hắn phi thường nghiêm trọng theo bị đạo lăng đánh lén bắt đầu, mãi cho đến hiện tại, hắn rõ ràng, huyền hoàng ma vương không kém gì hắn bao nhiêu, huống chi hắn nắm giữ đại luân hồi thuật mới sẽ liên tiếp thảm bại. Người cho ta để mạng lại. Đạo lăng giống to, như vực sâu khí huyết trần áp xuống, sát khí cuồn cuộn như biển rít gào, để mảnh này hủy diệt vũ trụ đều đang run rẩy Che ngợp bầu trời thần lực chi nguyên dường như sóng lớn vỗ bờ, oanh kích đạo quân thân tử. 24 sát kiếm đều ở run lên, hắn gốc gác hao tổn quá lớn. Hiện tại rất khó có cùng đạo Lăng một trận chiến tư cách. Phốc, đạo quân thân tử ho ra máu, 24 sát kiếm đều ảm đạm xuống, sức mạnh của hắn rất khó vận chuyển cái bộ này kiếm trận. Nội tâm có một tia sợ hãi, hắn cảm giác lần này rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Vào lúc này, Đạo Lăng đều mau đem 24 sát kiếm toàn diện trấn áp xuống, chỉ cần có thể trấn áp kiếm trận. Đạo Quân thân tử trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Khạc, Đạo Lăng cường thịnh thời đại thân thể, trong giây lát rung động một thoáng, cả người run rẩy dữ dội, có một loại suy yếu. Tựa hồ có một phần khí huyết bị cát đạo lăng tràn ngập sát niệm con mắt trong nháy mắt chuyển tình phía sau lưng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người phân thân của hắn xảy ra vấn đề rồi không được đạo lăng sắc mặt kinh biến thiên môn rất khả năng phát sinh ngoài ý, phân thân của hắn không phải bị thương nặng, chính là bị chém xuống, hậu quả vạn phần nghiêm trọng. Ai dám động con gái của ta? Đạo lăng nổi giận đùng đùng. Cái kia vô thượng lửa giận đều muốn thiêu sụp cửu thiên thập địa, thần hoang đại kích cùng hỗn độn thạch nhãn đều đang tiếng rung, uy thế vỡ thiên nứt biển. Chấn 24 sát kiếm bay ngang ra ngoài. Thật là khủng khiếp sát niệm thiên ma thần bọn họ nghiêng đầu qua chỗ khác, phát hiện có gì đó không đúng. Bọn họ cảm giác vào lúc này đạo lăng quá khủng bố, hoàn toàn chính là một tôn hủy diệt chiến tiên, tự thân tràn ra khủng bố khí thế, để đạo quân thân tử nhân thể nứt thành bốn mảnh. Đúng, đạo lăng giống to, một quyền oanh đạo quân thân tử nổ tung, đây là vô thượng trí tôn chiến lực, liên tiếp 9 tầng, quả thực nổ ra tiên khung cửa lớn, xưng tôn năm tháng luân hồi thiếu giáo chủ thiên đạo giáo nhân mã đều điên rồi đạo quân thân tử bị oanh nổ tung đầy trời đều là xương máu để bọn họ hận muốn điên bất tử đạo quân thân tử nổ tung vỡ thành huyết nhục ở trong thiên địa bay lượn đây là kinh khủng đến mức nào hình ảnh thiên ma thần đều có chút sợ hãi bị oanh thành như vậy bất tử đạo quân biết được rất khó tưởng tượng lửa giận sẽ đáng sợ giường nào, nói không chắc sẽ giết tới côn luân tiên sơn bên trong đến. Xem ra xảy ra vấn đề rồi, huynh đệ đi trước một bước. Ta đến xử lý sau sự. Hầu tử biến sắc, đạo lăng như côn bằng ra biển, vượt qua thời không sông dài, hướng về ngoại giới nộ sung. Nếu không có xuất hiện không lường được đại sự. Đạo lăng sẽ không vào lúc này rời đi, tốc độ của hắn quá nhanh, đã biến mất không thấy hình bóng, nhưng là rời đi khu vực, cũng theo sát nứt toác. Các loại vết rách hư không lớn ngang qua 10 vạn dặm hư không? Không chém xuống thần hồn của hắn, bất tử đạo quân thân tử sẽ có hay không có hy vọng phục sinh? Đạo huynh đi thong thả một bước hồn thiên nữ ở hỗn độn tiên cung bên trong cấp thiết truyền âm, nhưng là đạo lăng tốc độ quá nhanh, đã rời đi tầng 30 năm. Nàng hiểu rõ vô cùng đoạt thiên địa tạo hóa thuật, đây là một môn nghịch thiên bí thuật, không kém đại luân hồi thuật. Bất tử đạo quân, chính là dựa vào loại thần thông này. Mới sẽ ở chư thiên biển sao bên trong hung uy vô thượng, cùng hắn cùng cảnh giới, đều không muốn đi trêu chọc hắn này đoạt thiên địa tạo hóa thuật, mặc dù là giải thể, nổ thành phấn vụn. Chỉ cần bọn họ nguyên linh vẫn còn, liền có thể tiếp tục sống, thậm chí khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Có loại bí thuật này ở, ai dám đi trêu chọc bất tử đạo quân? Liền không sợ bị hắn dây dưa đến chết sao? Còn chưa có chết, hẳn là không thể, để ta diệt hắn thần hồn mảnh vỡ. Hầu tử hoảng sợ, chớp mắt vượt tới cha xét. Bất luận hắn đạo quân thân tử là sống hay chết, hầu tử cảm giác liền là hắn có thể sống sót, hắn có thể chạy thoát được sao? Ầm ầm, đạo lăng đã xuất hiện ở tầng 34. Xuất hiện ở mảnh hỗn độn khu vực này. Cái kia khủng bố sát khí nghiêng mà ra, làm cho cả hỗn độn khu vực đều đang run rẩy. Tại sao có thể có như thế khủng bố sát niệm? Ta nhanh không chịu được. Rất nhiều người run rẩy, nhân thể sắp nứt, phát ra hoảng sợ âm thanh. Tiếp bọn họ quả thực nhìn thấy một tôn chúa tể quá cảnh, vượt qua thời không sông dài. Cái kia vô biên sát niệm từng trận dập dờn mà ra, quả thực muốn lật tung toàn bộ hỗn độn khu vực. chương 3870, nguy cơ, người này là ai? Trước đây càng chưa nghe nói qua, sức chiến đấu của hắn cực cường, thể chất hẳn là cũng phi thường đặc thù. Ở thân thể lĩnh vực xứng đáng trí tôn hai chữ. Đúng đấy, mặc dù là thần thương thân thể, đều so với cơ thể hắn thua kém một ít, thực tại có chút bất phàm. Sơn Hải quan nghị luận sôi nổi. Một vài đại nhân vật đều bị kinh động, bọn họ phi thường kinh ngạc, còn có một cái thiên môn chưa từng mở ra, thậm chí có cường giả trấn thủ môn hộ bên trong, chiến lực cực đoan bá tuyệt. Chỉ có điều lại mạnh, cái này cũng là đạo lăng phân thân, hiện tại bị mười mấy cường giả đỉnh cao vây công, lại thêm vào một cái thần thương. Đạo lăng cái này phân thân cũng không chịu đựng được quá lâu. A à ngập trời thánh quang bạo phát, khí thế khủng bố dập dờn mà ra, hừng hực khí huyết đều bị ép sụp toàn bộ chín ngày. Phân thân này có thể nói bất hủ tiên vương, cơ thể chảy xuôi tiên huy cùng mấy chục tôn cường giả huyết chiến, nhưng là căn bản kiên trì không được quá lâu. Đạo Lăng phân thân bị thương nặng, nguyên bản thần thương đến rồi một lần nhưng là hắn không địch lại chỉ có thể trở về viện binh lần này thần thiên bá liên thủ với cự linh tộc một lần liền đi ra nhiều như vậy cường giả đỉnh cao đạo lăng phân thân lại mạnh đều không thể chịu được ta cũng muốn xem thử xem cái này thiên môn bên trong đến cùng cất dấu bí mật gì dĩ nhiên để ngươi ở đây bên trong tử thủ Thần thương trong mắt tất cả đều là lửa giận cùng sát quăng, chống đối bọn họ cường giả quả thực không sợ sinh tử, ở đây cùng bọn họ chém giết. Có đến vài lần kém chút bị bọn họ đánh nổ, như vậy thương thế nghiêm trọng, hắn dĩ nhiên vẫn còn ở nơi này kiên trí. ầm 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 lần này thần thương bọn họ đồng thời ra tay. Động tĩnh thực sự là khủng bố, vô địch trí tôn đều phải bị trấn áp lại, đạo lăng phân thân bay ngang ra ngoài, thân thể dạn nứt, phân thân đều ở sụp đổ. Ngã vào trong vũng máu căn bản bò không đứng lên. Vọt vào, ta cũng muốn xem thử xem, trong này cất giấu cái gì. Thần thiên bà âm lãnh mở miệng, rất nhiều đại nhân vật đều bị kinh động dồn dập ngóng nhìn sang thậm chí một ít lão già rõ ràng lâu như vậy rồi đạo tạng hạt nhân cung điện vẫn chưa từng xuất hiện lẽ nào cùng cái này chậm chạp không ra thiên môn có chỗ liên quan cái này thiên môn không phải là bị thần tộc chiếm lấy sao cái này thần thiên bá ở làm cái gì thiên đạo giáo giáo chủ ngờ vực nhìn sang thời điểm Sơn hải quan ngồi xếp bằng cường giả đều nghị luận sôi nổi, ánh mắt nhìn về phía thần thiên bá những người này, toàn bộ thần tộc cường giả đều đang trầm mặc. Bọn họ nhanh vọt tới thiên môn. Mở ra thiên môn thời khắc, trong này đi ra một cái yêu kiều thướt tha nữ tử, trắng như tiết cơ thể thần hà bắn ra bốn phía, nàng gót sen huyền chuyển, trời sinh có cao quý khí chất. Mới vừa xuất hiện ở đây, liền trở thành một cái tiêu điểm. Này không phải thần tộc thần nữ sao? Tại sao lại ở chỗ này, lẽ nào thần tộc nội chiến? Đại nhân vật đều kinh ngạc. Tấn Công Thiên Môn nhưng là thần thương, nhìn thấy thần tộc thần nữ thời khắc, sắc mặt của hắn bỗng nhiên chìm xuống, tức giận nói, ngươi là này một đời thần nữ. Ngươi ở làm cái gì? Này Thiên Môn bên trong đến cùng cất giấu bí mật gì? Thần tộc, truyền thừa vô tận năm tháng, thần thương biết đến thần nữ, tối thiểu cũng có hơn 10 vị. Như là thần tộc loại này truyền thừa phi thường cổ xưa chủng tộc, quang trong tộc ngủ say cường giả, đều rất khó nói rõ. Thần tộc có trí cường gốc gác bảo đảm bọn họ tộc nhân có thể trong tương lai thức tỉnh. Siêu cấp quần tộc gốc gác há có thể là người ngoài biết được, đặc biệt là thần tộc cùng cự linh tộc hai đại chủng tộc truyền thừa xa xưa nhất thậm chí đều có thể tìm hiểu đến hỗn độn cổ sử quá mức thần bí cùng đáng sợ đương nhiên siêu cấp quần tộc cũng lo lắng một thời đại nào đó đi không ra vô địch trí tôn sở dĩ ở một thời đại nào đó nếu là xuất hiện mấy vị sợ là sẽ phải phong ấn một vị chờ đợi tương lai ở thức tỉnh mà thần thương là thần hoang đời sau thân phận và địa vị đều rất cao, đối với này một đời thần nữ cũng chưa từng để ở trong mắt tới liền gian dậy. Thần nữ ung dung cao quý, khí chất đặc biệt, hơi giơ tay nhấc chân. Ánh sáng thần thánh nương theo mà sinh, nàng đứng ở thiên môn nơi này, tức giận nói, các ngươi những người này thật là to gan, đảm dám xông vào thiên môn, lập tức lui ra. Bằng không tự gánh lấy hậu quả sơn hải quan đại nhân vật đều trợn mắt ngoác mồm thần thiên bá đều ngốc tiết đây là tình huống thế nào thần nữ lẽ nào không nhận thức thần thương hắn không biết thần thương là ai sao thần thương sắc mặt lập tức tái nhợt nếu không phải là bởi vì hắn là thần nữ đi tới liền trực tiếp trấn áp thần tộc thần nữ đủ để đại biểu thần tộc bộ mặt đời đời đều thánh khiết hoàn mỹ người ngay cả ta thần thương cũng không biết sao thần thương đè xuống tức giận trong lòng cả giận nói lập tức đem thần hồn gọi ra các ngươi ở làm cái gì không nói rõ cho ta hai người các ngươi không có kết quả tốt ta cần phải biết ngươi là ai sao thần nữ liếc chéo nàng một mắt cái gì thần thương ở ta chủ thượng trước mặt căn bản không đáng chú ý ta khuyên các ngươi đừng tới trong này chịu chết đây là vùng cấm, đây là tình huống thế nào? Sơn hải quan triệt để náo động, rất nhiều cường giả hút vào khí lạnh, thần tộc thần nữ, cao cao tại thượng thần nữ, dĩ nhiên có chủ nhân. Chuyện này truyền đi, trời biết sẽ bạo phát bao lớn náo động. Bao bất nghĩa đều trợn mắt ngoác mồm, thần nữ có chủ nhân, truyền tới chư thiên biển sao, sẽ khiến cho đáng sợ náo động. Thần hoang đều sẽ khi bốc khói. Người đang nói cái gì? thần thương trợn tròn đôi mắt trong cơ thể tổ huyết đang sôi trào nắm đấm nắm chặt sắc mặt khó coi như là ăn một đống phân một dạng muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi ta lặp lại lần nữa đây là vùng cấm thần nữ lạnh lẽo mở miệng mới vừa mới bất quá là ta chủ thượng phân thân nếu là hắn bản tôn đánh tới các ngươi ai có thể sống sót đi ra ngoài toàn trường cường giả náo động, đại nhân vật đều tê cả ra đầu, đệ nhất chiếm lấy thiên môn cường giả rất đáng sợ, phân thân của hắn đều kinh người như vậy. Đệ nhị thần tộc thần nữ nhận người làm chủ, rất khả năng vẫn là đồng đại cường giả, này nếu là truyền đi, toàn bộ thần tộc sẽ rất mất thể diện. Giết cho ta tên nghiệp chướng này. Nàng căn bản không phải thần nữ, thần nữ đã gặp nạn. Thần thiên bá điên loạn giết gào, chuyện này hắn không chịu nổi, thần tộc cũng không chịu nổi loại này sỉ nhục cao cao tại thượng thần tộc. Thử làm chư thiên vạn tộc vì đê tiện huyết thống, lúc nào thần tộc muốn luân làm nô tài. ầm 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 nơi này bạo phát cơn bão năng lượng, thần thương toàn diện khôi phục. Triển khai đại thần thông muốn đánh chết thần nữ, hạ thấp chuyện này ảnh hưởng mà vùng đất này nằm dày đặc vô tận trận vết tích đếm không hết đại sát trận đang thức tỉnh chống lại thần thương sức mạnh nhưng là càng đúng như vậy thần thương càng là cảm giác trong này trọng yếu liên hợp một đám cường giả đình cao bạo phát lang bạt sát trận muốn mở ra một con đường a à, bỗng nhiên một cái nào đó sát trận run dày có huyết quang bắn lên một cái thân cao như nhạc nam từ ngã chổng vó mi tâm có một vết nớt cự linh tộc đại nhân vật thịnh nộ hắn nhìn thấy vị cường giả này nguyên thần bị xóa bỏ đi dĩ nhiên không có bốc ra bao lớn sóng gió đây là mạnh bao nhiêu nguyên thần sát khí động tác cho ta nhanh lên một chút trong bóng tối có người nắm giữ nguyên thần sát khí nhưng là thần thương động tác của bọn họ liền là nhanh hơn nữa nơi này sát trận cũng nhiều làm người tê cả da đầu trong thời gian ngắn không cách nào phá đi liên tiếp có người bị chém xuống vô thanh vô tức chết đi để hai đại siêu cấp quần tộc đại nhân vật nổi giận đây tuyệt đối là không gì sánh được đáng sợ nguyên thần đại sát khí hiện tại giết đi vào đều là bọn họ hạt giống nòng cốt chết một cái đều là tổn thất nặng nề ta nhanh không xong rồi Đàn đế sắc mặt tái nhợt, hô hấp trầm trọng, phong thần bảng là đáng sợ thế nhưng không thể liên tiếp bạo phát. Hắn trong bóng tối đánh chết năm đại cường giả, nhưng là không có ngăn cản trụ thần thương bước chân của bọn họ. Đàn đế ra ra, có phải là rất nguy hiểm? Đạo Kiếp đứng lên, cơ thể thánh quang chảy xuôi, có chút vướng tay chân. Đàn đế cười nói, không phải sợ, không có cái gì quá mức, một đám tạp cá muốn giết chúng ta không phải là như vậy dễ dàng. Đan đế nhìn về phía đạo tiên nhi, nàng càng ngày càng thần thánh, phảng phất ngồi xếp bằng ở tiên hải bên trong, toàn bộ cơ thể tràn ngập thần thánh tiên quang. Một phần lại một phần cổ xưa tụng kinh âm, ở tiên nhi trong cơ thể vang vọng không ngớt. Cố nhiên 81 đạo tôn đạo pháp cao thâm, đỉnh phong tạo cực nhưng là tiên nhi thiên tư thông tuệ lại thêm vào là đạo tộc truyền thừa thể chất, nàng từ từ theo trong truyền thừa tìm tới một ít không chọn vẹn kinh văn, từ từ tổ hợp lại với nhau, do đó phát hiện Thông Thiên Tiên Kinh. Dĩ nhiên giấu ở 81 đạo tôn trong truyền thừa. chương 3871, Đạo Lăng cơn giận tiên nhi đang cố gắng siêu tầm những này tàn kinh, chỉ cần có thể tổ hợp lại với nhau, nàng liền có thể được hoàn chỉnh thông thiên tiên kinh. Do đó mở ra hạt nhân cung điện. Hiện nay thông thiên tiên kinh nàng đã tập hợp hơn nửa, này kinh văn một khi bắt đầu vận chuyển, quả thực sáng lập ra một cái trí cao vô thượng tiên khung thông thiên triệt địa vô pháp vô lượng tiên lực trải rộng tiên khung đại thế giới đủ để trấn áp đồng đại trí tôn tiên nhi hiện tại mơ hồ nhận ra được hạt nhân cung điện vị trí liền giấu ở tiên môn bên trong chỉ cần có thể khi chiếm được còn lại một phần kinh văn liền có thể tìm được đạo tộc quan trọng nhất truyền thừa địa con ngoan muốn dành thời gian hiện tại hết thảy đều bại lộ ngàn cân treo sợi tóc dựa cả vào ngươi Đan Đế nắm đấm nắm chặt, lớn nhất sự tình lập tức liền truyền đi, việc quan hệ đạo tạng hạt nhân. Những người này đến mục đích là cái gì? Còn không là hộ đạo giả một mạch truyền thừa. Nếu là chuyện này bạo lậu đi ra ngoài, toàn bộ chư thiên biển sao ánh mắt đều sẽ hội tụ ở đây. Thần tộc những này quân tộc sẽ khôi phục gốc gác nắm giữ hạt nhân cung điện, nắm giữ hộ đạo giả một mạch truyền thừa. Một khi vào lúc này đến, mới thực sự là hạo kiếp cũng là toàn bộ huyền hoàng đại thế giới hạo kiếp ầm 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 cố nhiên đan đề bố trí đại sát trận rất nhiều có thể cuối cùng vẫn là bị nổ ra chỉ có điều kiên trì nửa ngày thời gian bị toàn diện mở ra làm thiên môn bị đẩy ra thời khác bên trong hình ảnh làm cho cả sơn hải quan run rẩy dữ dội ngồi xếp bằng ở trong hư không quả thực chính là một cái tiểu tiên tử Thánh khiết hoàn mỹ, tiên quang bắn ra bốn phía, hơi thở của nàng cố nhiên không mạnh, nhưng là toàn bộ tiên thể có thông thiên triệt địa uy năng đang giải phóng. Muốn xuyên qua 81 thiên môn, đây là người nào, tại sao có thể có như vậy kinh thế thể chất? Sơn Hải Quan đại nhân vật đều thất sắc gắt gao nhìn trong chọc thiên môn bên trong ngồi xếp bằng tiểu cô nương, đáng sợ kia tiên lực, thần thánh ý vị, thông thiên tiên đạo thần uy, để đại nhân vật đều mục trừng khẩu. Thần thiên bá nhảy vọt một cái đứng lên đến, khuôn mặt mừng như điên, chỉ vào tiên nhi cùng đạo kiếp, cười ha ha, tốt, được lắm thiên đình, ha ha, được lắm thiên đình. Đạo thiên đế huyết thống đời sau, dĩ nhiên ở trong này, được lắm thiên đình, thực sự là gan to bằng trời. Cái gì? bọn họ là đạo thiên đế nhi nữ. Này, đây cũng quá khó mà tin nổi. Toàn trường náo động, cố nhiên đạo thiên đế chết đi nhanh 10 năm, nhưng là trận chiến cuối cùng, còn thường thường có người nghị luận. Người mang chư thiên đạo thương dưới tình huống, cường giết bất tử đạo quân đệ tử, đáng tiếc thiên đố anh tài, đạo thiên đế vẫn là chết đi. Ha ha ha, cự linh tộc đại nhân vật cười to. Được lắm Đạo Thiên Đế, đạo tộc huyết thống người mạnh nhất, lưu lại đời sau, khẳng định là đạo tộc hiện tại mạnh nhất huyết thống, xúc động 81 thiên môn nổ vang khẳng định là nàng. Nguyên lai Đạo Thiên Đế còn để lại như thế một nữ nhi tốt, ha ha ha, được được được. Thần tộc những thế lực này kích động như điên mấy ngày nay bị huyền hoàng ma vương làm các đại tộc tổn thất nặng nề, hiện tại đạo thiên đế nhi nữ xuất hiện, thậm chí ngay cả trí tôn đều không phải liền dám ở thiên môn tiếp thu truyền thừa. Bọn họ há có thể không kích động nếu là bắt sống con cái của hắn, đôi này thiên đình đà kích vô cùng nặng nề. Bao bất nghĩa biến sắc, chuyện này phiền phức nếu là đạo lăng nhi nữ bị tóm lấy đôi này thiên đình tới nói quá bất lợi thậm chí đạo thiên đế ở huyền hoàng đại thế giới ảnh hưởng lớn như vậy một khi bị bắt sống hậu quả khó mà lường được là đạo thiên đế con gái một ngày này huyền hoàng đại thế giới bản thổ sinh linh toàn bộ phẫn nộ ở trong lòng bọn họ đây chính là thủ hộ già con gái thần thánh không thể xâm phạm hiện tại nhưng có nguy cơ sống còn cho ta nắm lấy hắn muốn sống ta muốn sống thần thiên bá cười ha ha huyền hoàng ma vương đưa cho ta phần này đại lễ ta há có thể không thu lập tức bắt nàng cho ta nhất định phải bắt sống thần thương con mắt đều đứng lên đến rồi trong mắt tất cả đều là dữ tợn cùng tàn lãnh như là một đầu rắn độc một dạng âm trầm cười lễ vật này rất tốt đạo thiên đế ta còn thật phải cảm ơn ngươi con cái của ngươi đối với thiên đình phân lượng rất lớn đi ha 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 Thần thương những cường giả này toàn diện khôi phục, giết hướng về thiên môn bên trong. Ép thẳng tới đạo tiên nhi, không cho thương tổn muội muội ta. Đạo Kiếp con mắt trợn trừng, vọt tới những này thần ma để hắn không có vẻ sợ hãi, thân thể thánh quang bạo phát. Lập tức xông lên tức giận nói, tiểu chủ nhân mau trở lại. Thần nữ cùng đan để biến sắc, tiên nhi có tiên lệnh trong tay, những người này còn thương không được nàng bọn họ muốn kéo dài một ít thời gian được lắm tiểu xúc sinh chạy tới chịu chết buồn cười buồn cười thần thương như là bị hóa điên một dạng gào thét hắn căn bản chưa từng ra tay quang tự thân bộc phát ra khủng bố khí thế liền để thần nữ cùng đan đế run rẩy dữ dội Thầm thấu bọn họ xây dựng sức mạnh phong tỏa khí thế khủng bố phóng xa ở đạo kiếp trên người a à, đạo kiếp kêu thảm thiết bay ngang ra ngoài thể khung xương tách ra ngũ tạng lục phủ đều bị đánh nướt thân thể của hắn nhuộm đỏ huyết đều ở chia năm xẻ bảy đạo kiếp a à, các người bầy xúc sinh này liền đứa bé đều hạ độc thủ như vậy đan đế trợn tròn đôi mắt khóe mắt đều nứt ra huyết, trong cơ thể đan khí cuồn cuộn, muốn bảo vệ đạo kiếp mạch máu. Chỉ có điều kết quả để giữa trường cường giả thất xác, đạo kiếp cố nhiên tao ngộ tính chất hủy diệt đà kích. Nhưng là hắn rất bất phàm, thể xác chảy xuôi thánh huy, ẩn chứa đáng sợ sinh mệnh cội nguồn, tầm bổ hắn tàn thể, dạn nứt khu vực bắt đầu tự chủ khép lại. Ha ha ha, thật tốt. Các ngươi gốc gác càng mạnh càng tốt thần thương cười ha ha trong mắt tất cả đều là tàn khốc cùng dữ tợn đàn đế đem đạo kiếp mang về nắm đấm nắm chặt tuy rằng đạo kiếp không có nguy hiểm đến tính mạng nhưng là thương thế cũng vô cùng nghiêm trọng đàn đế ra ra ta thật vô dụng đạo kiếp khạc huyết vừa nãy thế cuộc để hắn sâu sắc biết được sức mạnh đến cùng có trọng yếu bao nhiêu một viên con đường cường giả hạt giống bắt đầu chôn ở trong lòng hắn, mọc dễ nảy mầm. Ngươi còn tuổi nhỏ, còn có một đoạn đường phải đi. Cố gắng lên hài tử. Đan đế đem đạo kiếp thu đến trong nội vũ trụ, hai mắt nhìn chằm chằm những người này lạnh lùng nói, ta cũng muốn biết các ngươi có thể sống bao lâu, chết đến nơi rồi. Vẫn còn ở nơi này ảo tưởng cái gì? thần thương tàn khốc mở miệng muốn kéo dài thời gian chờ đợi viện binh sao liền các ngươi những người này còn cần kéo dài thời gian à thần thương lập tức xông lên toàn thể thả ra khủng bố khí thế che lấp toàn bộ thiên môn hắn dường như một tôn tiên thiên thần ma mang theo tàn lãnh sát niệm xuất hiện ở đạo tiên nhi bên cạnh vung lên bàn tay phải đem nàng bắt sống mang đi chỉ có điều sau một khắc tiên nhi trên đỉnh đầu chìm nổi một viên cổ xưa tiên lệnh tỏa ra ngập trời tiên ngân. Phong thiên tuyệt địa, thần thương một trưởng này bổ vào tiên lệnh trên, này phong ấn dĩ nhiên vì tia bất động. Hắn biến sắc đây là hộ thân bảo vật, cực đoan quý trọng hộ thân bảo vật đây là đạo tộc tiên lệnh thần thiên bá sắc mặt hoàn toàn thay đổi truyền âm nói nhanh đem tiên lệnh bắt được tay tiên lệnh bên trong tàn dư sức mạnh căn bản không nhiều bằng không vừa nãy ngươi liền bị đánh chết đạo tộc tiên lệnh thần thương con mắt đều đỏ liên hợp những cường giả này toàn diện ra tay oanh kích tiên lệnh thiên đạo giáo giáo chủ cũng nhìn ra đầu mối một trận giơ chân thiếu giáo chủ hẳn là thành công nếu tới muộn hạt nhân cung điện rất khả năng bị hai người bọn họ đại quân tộc chiếm cứ đến thời điểm sự tình liền phiền phức vô liêm sỉ các ngươi muốn làm gì đây là ta thần tộc thiên môn thần thiên bá có chút nổi giận ngay ở đạo tộc tiên lệnh xuất hiện thời khác Thiên đạo giáo những thế lực này cường giả đều nhằm phía thiên môn, quãng thời gian trước bởi vì huyền hoàng ma vương gây thành đại họa. Các đại quân tộc sai rất nhiều binh mã tiến quân huyền hoàng đại thế giới, đến không ít cường giả đỉnh cao. Nếu là những thế lực này tham dự vào, thần tộc rất khả năng độc chiếm đạo tộc tiên lệnh thiên nhãn đại thế giới những này quân tộc cường giả không để ý tới thần thiên bá, hộ đạo giả một mạch truyền thừa quá trọng yếu, làm sao có khả năng trơ mắt nhìn bọn họ dễ dàng được. Đều muốn phân một phần canh, hống, ngay ở những người này ép về phía thiên môn thời khắc, thần thương bỗng nhiên gào thét lên, cơ thể hắn đều đang thiêu đốt toàn bộ cơ thể. Tràn ngập trí cao vô thượng chư thiên thần linh khí tức. Đây là cái gì? vọt tới cường giả run rẩy vào lúc này thần thương quá khủng bố quả thực bước vào chư thiên đế cảnh giới thần thiên bá thở phào nhẹ nhõm lần này thần tộc sai rất nhiều binh mã cũng mang đến một ít đại sát khí thần hoang đại kích thất lạc sự tình đã gây nên thần hoang tức giận ban xuống rồi một giọt bản mệnh đế huyết giao cho thần thương để hắn tự mình thu hồi thần hoang đại kích giọt máu này không phải chuyện nhỏ thần hoang là cỡ nào cường giả thần tộc phụ tử huyết thống có thể hoàn mỹ giao hòa để thần thương trong lúc nhất thời thu được vô thượng chiến lược vào lúc này thần thương không để ý tới dấu rốt đòn sát thủ chỉ cần có thể trấn áp đạo thiên đế nhi nữ nắm giữ đạo tộc tiên lệnh hắn không tin huyền hoàng ma vương không giao ra thần hoang đại kích ầm 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 thần thương khí tức bạo phát đến một cái trước nay chưa từng có cực hạn trình độ thậm chí sau lưng của hắn dựng lên một tôn trí cao vô thượng cái bóng tràn ngập hủy thiên diệt địa khí tức đây là thần hoang sức mạnh có thể nói vô thượng thần linh ở thức tỉnh không được đàn đế thất sắc, vào lúc này thần thương quá khủng bố, tự thân tràn ngập ra khí thế, để bọn họ đều nghẹt thở, đều muốn nổ tung. Mặc dù là tiên lệnh đều ong ong, thần thương giờ khắc này quả thực hóa thân chư thiên đế, ngửa mặt lên trời gào to, nếu dám ở các đại quân tộc cường giả đến trước, trấn áp đạo tiên nhi. Đều là của ta, người cản ta. Chết, thần thương vung lên tuyệt thế chiến lực, một quyền tiếp một quyền, đập về phía tiên lệnh mỗi một quyền đều đập cho tiên lệnh nổ vang, bố trí phong ấn cấp tốc suy yếu. Liên tiếp mười mấy quyền, thần hoang máu sức mạnh tiêu hao hơn nửa thời khắc này tiên lệnh hoàn toàn mờ đi xuống. Ha ha ha, thần thương cười to, rung trời tiếng cười. Để chạy tới chặn lại hắn đan đế cùng thần nữ cả người run rẩy dữ dội, đều phải bị hống chết ở chỗ này. Hai cái run dế, cũng dám cản đường của ta thần thương thúc đẩy vô thượng chiến lược. Để đàn đế cùng thần nữ run rẩy, bọn họ bố trí phong ấn nát tan, hướng về đạo tiên nhi ngang qua mà đến. Tựa hồ tiên khung nổ tung, chư thiên nứt toác. Vô tận đại đạo tiên ngân. Ở thần thương sức mạnh bên dưới tan vỡ tan dã cái kia từng trận khí thế khủng bố, ép về phía đạo tiên nhi thân thể. Ẩm ầm nhưng là này thiên môn tự chủ nổ vang. 81 đạo tôn sức mạnh hiện ra, chống đối thần thương lực lượng. Chỉ có điều 81 đạo tôn sức mạnh ở truyền thụ tiên nhi truyền thừa quá trình, hao tổn quá to lớn. Cố Nhiên hiện ra đến sức mạnh, nhưng là ở thần thương hiện tại sức mạnh bên dưới, đều đang run rẩy bên trong bắt đầu tan vỡ tan rã. Tiên nhi nhìn thấy tử vong. Nhìn thấy 81 vị đạo tôn héo tàn, tựa hồ cũng nhìn thấy nàng, thân tử đạo tiêu cha tiên nhi sợ sệt tiên nhi gào khóc nàng vẫn còn con nít luôn luôn nhát gan không cần sợ hãi ta rất nhanh đưa ngươi cùng phụ thân ngươi đoàn tụ tàn khốc âm thanh xuất hiện để tiên nhi khuôn mặt trắng bệch thần thương tàn khốc cười rất nhanh chấm ngoặc kép ầm 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 ngay ở thần thương bàn tay sắp sách trụ tiên nhi cái cổ thời khắc một trận lại một trận khí thế theo cổ xưa trong thời không lan truyền mà đến quả thực xuyên qua toàn bộ đạo tạng thiên môn bên trong hiển hóa ra một cái bóng mang theo chư thiên thần ma cơn giận càng là kinh khủng như vậy ngập trời chương 3872, pháp lực ngập trời. Huyền Hoàng Ma Vương, Sơn Hải Quan run dày dữ dội, các đại tộc cường giả đều hút vào khí lạnh, ai có thể nghĩ đến, Huyền Hoàng Ma Vương. Đã vậy còn quá nhanh đuổi tới, lấy sức chiến đấu của hắn muốn ngăn cản trụ thần thương độ khó cũng không lớn. Điều này làm cho thần thiên bá bọn họ muốn rách cả mí mắt, đun sôi con vịt. Muốn đúng như vậy bay đi, ai có thể cam tâm? Đây chính là đạo thiên đế nhi nữ, nếu là trấn áp mang đi, tìm tới hạt nhân cung điện không khó lắm. Hy vọng thiếu giáo chủ nhanh lên một chút đến. Huyền hoàng ma vương hẳn là có thể chống đối hiện tại thần thương, nếu là thiếu giáo chủ có thể ở thời gian này khe hở bên trong đuổi tới. Tất nhiên có thể nghịch chuyển toàn trường thế cuộc. Thiên đạo giáo giáo chủ còn ôm ảo tưởng, chỉ bất quá hắn bây giờ căn bản không biết tầng 34 phần cuối hỗn độn khu vực. Sát quang ngập trời, một khẩu tiên thiết côn hừng hực thiêu đốt, tràn ngập ra tan vỡ chư thiên sức mạnh. Hầu Ca mang theo kim cô bổng, đánh con đường phía trước chạy trốn cường giả đều muốn lên thiên không đường, dưới đất không cửa, người đi nơi nào? Hầu Ca cũng nôn nóng. Đạo quân thân tử đoạt thiên địa tạo hóa thuật quá kinh người, lúc đó Đạo Lăng đánh nổ Đạo quân thân tử, nhưng là hắn dĩ nhiên gây dựng lại thân thể, lại một lần nữa đứng lên đến thậm chí lấy ra một ít trường sinh bất tử nước thuốc cũng là bởi vì bất tử nước thuốc hắn theo hầu ca thủ hạ đào tẩu vốn tưởng rằng đem hắn bước tới đây lấy thiên đình đại quân có thể vây nhốt đạo quân thân tử nhưng là hỗn độn tiên cung nơi này căn bản không ai thiên đình nhân mã ngược lại là hỗn độn khu vực cường giả toàn bộ đều là run rẩy đều cảm giác bị hoa mát ta mẹ ruột, này hầu tử nơi nào đến, đem đạo quân thân tử đều muốn đánh nổ. Hắn hẳn là không mạnh như vậy chứ. Huyền hoàng ma vương chân trước vừa rời đi. Ta cảm giác phát sinh đại sự tuyệt đối có thể náo động toàn bộ chư thiên. Các đại quân tộc người nghị luận, mỗi một người đều run rẩy Đạo quân thân tử đều phải bị hầu tử một côn tiếp một côn đánh chết chuyện này truyền đi đại nhân vật một nửa cũng không tin nhưng bọn họ tận mắt nhìn thấy hiện tại sơn hải quan run dày dữ dội huyền hoàng ma vương xuất hiện quả thực như là kỳ tích một dạng để thần thương giận tím mặt huyền hoàng ma vương thần thương trợn tròn đôi mắt phụ thân hắn đối với hắn ở đây biểu hiện cực kỳ bất mãn nếu không cũng sẽ không lấy ra một giọt bản mệnh tinh huyết giao cho hắn hiện tại chính chủ đến rồi dĩ nhiên ở thời khắc mấu chốt xấu hắn đại sự. Đàn đế thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần đạo lăng đuổi tới, hết thảy đều tới kịp. Giết hắn, thần thiên bá bỗng nhiên gầm thét nói, hắn đây là một bộ hóa thân. Cách vô tận thời không ném bắn tới sức mạnh, lập tức giết hắn, bắt sống đạo thiên đế nhi nữ. Cái gì? Tại sao có thể có mạnh như vậy pháp lực? Giữa trường cường giả náo động. Một vài đại nhân vật đều chấn kinh rồi, nếu như đúng là như vậy, này huyền hoàng ma vương pháp lực quá khủng bố, chuyện này quả thật ở xuyên qua vũ trụ tinh không? Đây là thần thông quảng đại thể hiện, một bộ hóa thân cũng dám đến lãnh cái chết. Huyền hoàng ma vương ngươi đây là ở làm nhục ta sao? Thần thương toàn thể lửa giận ngập trời nhìn đứng thiên môn bên trong một cái mơ hồ thân thể hắn lập tức nhào tới đánh giết đạo lăng bất luận làm sao thần thương đều muốn trước ở đạo lăng trước bắt sống đạo tiên nhi tuy rằng hắn có thần hoang tinh huyết nhưng là lấy huyền hoàng ma vương chiến lực nhất định có thể phá hoại hắn đại sự hống thần ma mà giết thiên băng địa hãm thần quỷ kêu khóc ở một vài người run rẩy trong con ngươi, này một tôn sừng sững ở thiên môn bên trong cái bóng, trong con ngươi sát quang khủng bố. Cơ thể của hắn hừng hực một đoạn. Đây là cổ xưa thời không sông dài bên trong, lan truyền mà đến một tầng tiếp một tầng thần năng, giống như cửu thiên sóng biển, bao phủ thiên môn bên trong. Đạo lăng con mắt càng ngày càng óng ánh. Quả thực như là sống sót bình thường, mơ hồ thân thể, nộ huyết sôi trào tiên nhi tao ngộ rõ ràng trước mắt, để đạo lăng nổi giận đùng đùng, nhưng là hắn cách nơi này còn có giai đoạn. Chỉ có thể lấy đại pháp lực xuyên qua thời không sông dài, đánh về phía thiên môn, bảo vệ con cái của hắn. Thần thương, người ở tìm đường chết, mơ hồ thân thể, thả ra khủng bố lửa giận. Đạo lăng trong mắt sát quang ngập trời, đối mặt vô giết mà đến thần thương, hắn dương quyền đón đánh chỉ có điều hiện tại thần thương quá kinh người, dùng phụ thân hắn tinh huyết. Do đó dẫn đến hắn uy thế sông thẳng chư thiên đế, trong lúc nhất thời chiến lực tiệt thế. Đạo lăng cử động để thần thương giận tím mặt, ở nói thế nào cũng là một bộ hóa thân. Còn muốn tự đại chặn lại hắn không thành. ầm ầm thần thương mang theo đánh nổ đạo lăng hóa thân tâm thái, cú đấm này bọn họ đụng vào nhau, để thiên môn run rẩy đều muốn tùy tùng giải thề. nhưng là kết quả làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu, thiên môn phụ cận 10 triệu dạm tinh không run dày dữ dội, cuồn cuộn vô tận đại đạo lực lượng bản nguyên, hội tụ thiên môn. Nương theo đạo lăng sức mạnh mà khôi phục. Chỉ có điều thần thương chiến lực thật đáng sợ, xé trời nứt biển, bắn chìm đại đạo lực lượng bản nguyên, nhưng là sức mạnh cũng hư nhược rồi một đoạn. Đạo lăng dĩ nhiên sống quá hắn lần này đánh giết mà bất diệt. Này, cái này chẳng lẽ là vũ trụ chi tử? Thiên đạo giáo giáo chủ sắc mặt bỗng nhiên âm trầm lại, di chuyển bản nguyên vũ trụ lực lượng. Thậm chí ở đạo tạng bên trong, người này chẳng lẽ là đạo tộc huyết thống đời sau không thành? Đáng ghét, thần thương nổi giận, chiến lực tăng vọt một đoạn, nghiền ép mà lên, muốn đánh giết đạo lăng nhưng là cổ xưa thời không sông dài hội tụ đến khí tức, có thể nói đại dương, có thể nói nộ hải, hiện lên, cuồn cuộn, ầm ầm mà tới. Sóng to gió lớn suối nguồn thần lực. Xuyên qua thiên môn bên trong đứng thân thể bên trong, để hắn hừng hực óng ánh, cái thế vô cùng, hóa thành bất hù tiên vương. Tên tiểu súc sinh này, đến cùng đứng ở nơi nào? Thiên đạo giáo giáo chủ sắc mặt âm trầm lại, lập tức nắm giữ thiên đạo bảo giám, xuyên thủng đất trời, theo mênh mông thời không sông dài bão táp. Lùng bắt đạo lăng tam tích. Đại nhân vật đồng thời quan sát toàn bộ run sợ, đầy đủ bên ngoài năm ngàn dặm, một cái khủng bố cái bóng, ở vượt qua thời không sông dài, tự thân chảy ra đến khí thế. Quả thực muốn xuyên qua toàn bộ đạo tạng, đây là công tham chư thiên vô thượng thể hiện trời ạ à, huyền hoàng ma vương làm sao sẽ mạnh như vậy hắn ở đạo tạng bên trong như cá gặp nước lẽ nào hắn là hộ đạo giả một mạch huyết thống truyền vào thần tộc những cường giả này sắc mặt đồng loạt khó coi xuống lao xuống mà đến cường giả quá khủng bố bá tuyệt vòm trời lấy vô thượng pháp lực xuyên qua thời không đây là cỡ nào thể hiện có người hồi tưởng lại bất tử đạo quân pháp lực vô biên xuyên qua chư thiên biển sao đánh vào huyền hoàng đại thế giới tuy rằng đạo tạng không lớn nhưng là không có tuyệt thế pháp lực tuyệt thế đạo hạnh căn bản không làm được thậm chí cũng phải tìm hiểu chư thiên lực lượng đạo lăng ở đạo tạng tự nhiên như cá gặp nước hắn tổ long mạch đáng sợ hơn tên tiểu xúc sinh này hắn ở tìm đường chết thiên đạo giáo giáo chủ cười gằn nói truyền cho ta khẩu dụ giết tới cho ta huyền hoàng ma vương hiện tại lấy pháp lực ngang qua đạo tạng rất nhiều sức mạnh ở hắn thiên môn bên trong hiện tại chính là giết hắn thời cơ tuyệt hảo lập tức giết tới cho ta đem hắn bản thể cho ta đánh giết hê hey hê hey, năm đó ngươi sư tôn đánh lén thủy tổ bộ tộc ta hiện tại cũng làm cho ngươi nếm thử lấy pháp lực xuyên qua chư thiên bị đánh lén đến cùng là cỡ nào hậu quả nghiêm trọng thần tộc những thế lực này đều ra lệnh lần trước bởi vì huyền hoàng ma vương cùng thiên đình gây thành sát phạt bọn họ sai trong tộc gốc khác hiện nay vừa vặn có thể phát huy được tác dụng những này quần tộc đều muốn trừ đi huyền hoàng ma vương làm sao có khả năng từ bỏ loại này tuyệt diệu thời cơ bọn họ cũng có thể nhìn thấy huyền hoàng ma vương sức mạnh đang ở một tầng tiếp một tầng xuyên qua thời không sông dài đánh vào điện nội bọn họ có phiền phức. Hồn thiên giáo một vị cường giả cao mày, mới vừa được tình báo, thần tộc những thế lực này, tối thiểu theo chư thiên biển sao bên trong sai mấy triệu đại quân. Thậm chí còn có một nhóm lớn đang ở tiên môn vượt qua, nhìn dáng dấp bọn họ muốn đấu võ. Bọn họ muốn tranh cướp địa bàn. Rốt cuộc tương lai đạo tạng mới là quan trọng nhất tạo hóa địa. Bao bất nghĩa trầm giọng nói, thiên đình lần này có phiền phức. trương 3873 thiên binh thiên tướng, đó là cái gì? Đạo tạng run rẩy, ai cũng có thể nhìn thấy, một tòa lại một tòa thiên môn lao ra như biển thần mang, xung kích tinh không run lên. Quần sơn núi lớn run rẩy, quả thực dường như ngàn tỷ binh mã quá cảnh. Rất nhiều cường giả đều bị kinh động, dồn dập ngóng nhìn sang, nhìn thấy các đại thiên môn phát sáng tiếp đó hiện ra như đại dương khí thế che ngợp bầu trời bao phủ trên trời dưới đất liên miên liên miên binh mã theo thiên môn bên trong phủ lao ra nhiều không thể đếm hết được theo thiên môn bên trong chen chúc mà ra có người đều sợ hãi đến nằm sấp trên mặt đất bởi vì nhân số quá nhiều tối thiểu cũng có hơn triệu binh mã lao ra đây là đáng sợ đến mức nào con số ta thấy thần tộc cường giả cự linh tộc cường giả thiên nhãn đại thế giới cường giả còn có cái khác cường giả không thiếu gì cả ít nhất cũng có hơn triệu đại quân lao ra bọn họ đây là muốn làm gì muốn phân chia đạo tạng địa bàn sao nằm dạp cường giả đều kinh sợ lần này các đại quân tộc động tĩnh quá to lớn triệu tập dưới trướng thế lực theo các đại địa vực sai đại quân này chỉ có điều là nhóm đầu tiên phía sau còn có đại bộ đội đang ở tiên môn vượt qua mặc dù nói tương lai giữa bọn họ cũng sẽ lẫn nhau cạnh tranh nhưng là hiện tại bọn họ chỉ có một cái mục tiêu đó chính là diệt trừ thiên đình một mạch nhìn thấy tấm này tình cảnh thần tộc những thế lực này chậm rãi ngồi xuống dưới cái nhìn của bọn họ đại cục đã định người nào có thể ngao được mấy triệu đại quân sức mạnh làm người, còn phải biết điều một ít, huyền hoàng ma vương quá hung hăng, không được chết tử tế. Có người lắc đầu, cảm giác lần này huyền hoàng ma vương chắc chắn phải chết, đạo thiên đế nhi nữ là bọn họ đều muốn bắt, huyền hoàng ma vương hiện đang nhúng tay, đã triệt để tức giận các thế lực lớn. Rốt cuộc việc quan hệ hộ đạo giả một mạch truyền thừa rất nhiều ánh mắt tụ vào thiên môn bên trong có thể nói ngàn vạn trọng lực lượng cội nguồn hội tụ thân thể từng bước rõ ràng hắn uy thế ngập trời sắc mặt lạnh lẽo ha 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 thần thương lại cười lớn lên huyền hoàng ma vương ta nghĩ biết ngươi nên làm sao chọn nếu không ngươi lui ra còn có một cái sống sót hy vọng nếu không liền lưu lại tự tiệt đường lui bất luận là cái nào một con đường thần thương cảm giác huyền hoàng ma vương đều không có kết quả tốt hắn nếu là không rút đi hắn bản thể căn bản không có quá mạnh chiến lực nhất định sẽ bị đánh giết đạo lăng đứng chắp tay trong lòng đè lên tảng đá lớn cũng thả xuống đạo kiếp cũng không lo ngại tiên nhi cũng không có gặp phải nguy hiểm tính mạng nhìn thấy đạo lăng chưa từng đáp lại hắn thần thương lạnh lẽo mở miệng không đáp lời chẳng bằng ta giúp ngươi chọn, có thể bất luận kết quả là cái gì, đạo thiên đế nhi nữ đều muốn rơi vào trong tay của ta." Đạo Lăng con mắt nhìn về phía thần thương, lạnh lùng đáp lại. "Ở địa bàn của ta, còn có thể bị các ngươi những người này cho bắt nạt, quả nhiên là buồn cười. Hiện tại ngươi còn có thể nói ra những lời này, ngươi cũng không nhìn một chút. Ngươi bản thể gặp phải cái gì?" Thần thương cười ha ha, không đi nữa, mệnh ngươi cũng đều không còn, thần hoang đại kích ngươi cũng đừng nằm mơ nắm giữ. Còn có ngươi cái này hóa thân. Còn muốn muốn ngăn trụ ta, nói chuyện viển vong. Thần thương toàn diện khôi phục, khí huyết đều ép đầy toàn bộ thiên môn, cùng phụ thân hắn tinh huyết dung hợp bên dưới thần thương. Khủng bố đến cực điểm, sau lưng đều đứng một cái chư thiên thần linh vậy mơ hồ bóng mờ, đang theo hắn di động mà khôi phục thiên môn bạo phát đại chiến nhưng là để thần thiên bá bọn họ thịnh nộ chính là đạo lăng khí tức lại vẫn ở một tầng tiếp một tầng xuyên qua thiên môn cho ta chém cái này ngông cuồng tự vật lớn thiên đạo bảo giám mạnh mẽ chống ra một cái cổ xưa môn hộ thiên đạo giáo giáo chủ âm thanh uy nghiêm ở đây nổ vang chấn động hơn một nửa cái đạo tạng quần sơn vạn khe bên trong vang lên liên tục sát âm đếm không hết năng lượng cội nguồn bạo phát liên miên binh mã quá cảnh để ngàn tỷ dặm non sông đều đang phát run trời ạ à, bọn họ giết hướng về phía huyền hoàng ma vương cũng không biết bao nhiêu người run rẩy đây là đáng sợ đến mức nào thủ bút mấy triệu đại quân đánh tới quả thực muốn lật tung toàn bộ đạo tạng đây chính là siêu cấp quần tộc sức hiệu triệu, để các đại tộc cường giả đều sợ hãi, chờ mắt nhìn vô tận binh mã, tỏa ra ngập trời sát niệm, chen chúc mà đến. Hướng về một cái đầu nguồn phương hướng bắt đầu hội tụ. Nơi nào có một cái đáng sợ cái bóng ở vượt qua thời không sông dài, mang theo thần ma lực, khoảng cách thiên môn còn có 30 triệu giảm nhưng là theo thời khắc này bắt đầu càn khôn nát tan nhật nguyệt điên đảo quần sơn đại xuyên dung run lên đếm không hết binh mã giết hướng về nơi này nhấn chìm rồi đi về thiên môn đường giết huyền hoàng ma vương mấy triệu đại quân sức mạnh, là cỡ nào kinh thế hãi tục, quả thực phong tỏa toàn bộ đạo tạng, chỗ lan tràn mà xuất lực lượng, chấn động toàn bộ đạo tạng. Trong thiên địa tứ bề báo hiệu bất ổn, sát quang vỡ mây, năng lượng đáng sợ gợn sóng, trăm vạn trọng bao phủ tới. Nhưng là làm năng lượng này sắp chạm được đạo lăng thời khắc, vòm trời này âm trầm lại, phảng phất tiên khung lật úp dường như chư thiên đổ nát khủng bố khí huyết chi nguyên ngang qua mênh mông đại vũ trụ đạo tạng run dày tinh không mịt mùng chập trùng từng sợi từng sợi khí thế khủng bố nối liền trời mây trên đời người run dày nhãn cầu bên trong một chiếc tiếp một chiếc đáng sợ chiến thuyền nằm ngang ở trong biển sao tỏa ra thông thiên sát niệm tùng 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 ngay ở trước mặt chấn động bầu trời trống trận gõ vang lên thời khác tựa hồ tỉnh lại cổ xưa anh linh viễn cổ chiến hồn thiên đạo bảo giám ném bắn tới hình ảnh để sơn hải quan quan sát đại nhân vật toàn bộ đều khuôn mặt cứng ngắc trong mắt tất cả đều là khó mà tin nổi vòm trời đều sụp ra trong biển sao chìm nổi hơn vạn cổ xưa chiến thuyền phát sáng làm một tấm lại một tấm chiến thuyền đại môn mở ra thời khắc, cái kia khủng bố khí huyết, đều ép sụp mênh mông vô bờ tinh không? Giết, khủng bố gọi sát âm nổ vang, sụp ra bầu trời. Khủng bố huyết quăng, xé rách chư thiên đại sao? Đó là người nào? Hết thảy đều quá kinh người, rất nhiều người đều đang phát run, nhìn thấy chiến thuyền chống ra khí huyết. Để ngàn tỷ cương vực đều đang run rẩy đáng sợ thần ma giáng lâm thế gian mang theo che kín bầu trời khí huyết mang theo thiết huyết vậy sát quang tổ hợp lại với nhau hóa thành một tôn cổ xưa hùng sư xư, dâng trào gào thét rung động thương khung nhân số quá dày đặc cùng khủng bố lít nhà lít nhít lệnh thiên đều đang phát run nhật nguyệt đều ở gào thét hừng hực huyết quang sát khí ngập trời sáng loáng hung binh đồng loạt giải phong làm cho cả đạo tạng đều tràn ngập chiến hỏa làm sao có khả năng thiên đình đại quân làm sao sẽ mạnh như vậy bọn họ tại sao có thể có nhiều như vậy binh mã thần thiên bá muốn rách cả mí mắt trong mắt tất cả đều là khó mà tin nổi thần tộc những thế lực này nhân mã đều kinh ngạc đến ngây người hơn vạn chiến thuyền bên trong thiên binh thiên tướng hạ giới bọn họ đang thét gào đang gieo hò cái kia khủng bố tinh thần ý chí muốn đổ nát chư thiên vạn giới cô đọng này huyền hoàng ý chí đầy đủ ngàn vạn binh mã hạ giới cái kia thanh thế vượt qua bọn họ mấy lần không ngừng kết thành mênh mông chiến thuyền tràn ngập hủy thiên diệt địa sát quang cùng lao xuống mà đến đại quân đánh giết cùng nhau Toàn bộ đạo tạng đều đang run rẩy, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, nhìn thấy thiên đình chiến kỳ ở vung lên. Đầy đủ ngàn vạn đại quân từ trên trời giáng xuống. Cổ xưa hùng sư giết gào, cô động huyền hoàng ý chí, tỏa ra huyết ở nội, chống ra đại vũ trụ, dâng trào gào thét tuyên cáo thiên đình trở về hết thảy đều quá khủng bố cùng không thể tưởng tượng nổi không tên bạo phát siêu cấp đại chiến vô tận binh mã đều cuốn lên đến toàn bộ chiến trường huyết quang ngút trời trời ạ à, huyền hoàng ma vương lao ra giết hướng về phía thiên môn có người sợ hãi nhìn thấy huyền hoàng ma vương dẫm năm tháng sông dài sông ra đếm không hết đại quân phong tỏa chỗ qua đại đạo nổ vang đạo tạng lực lượng hướng về hắn hội tụ hắn như một tôn đỉnh cao nhất cường già, ngang sung mà đến, bước vào thiên môn, trong con mắt hắn sát quang kinh vạn cổ, giận dữ hét Con cái của ta cũng là ngươi có thể động. Này thiên môn theo đạo lăng khí thế ở nổ vang, hơi thở của hắn quá khủng bố, tràn ngập chư thiên thần linh lực lượng, ngày càng ngạo nghễ chỉ cái này một quyền oanh thần thương cả người run rẩy có thể nói vô địch năm tháng đại thế chấn áp mà đến để thần thương muốn giải thể quả thực chính là ngàn tỷ lớp vũ trụ cái thế thiên lực để hắn run rẩy đều muốn tuyệt vọng hắn phẳng phất nhìn thấy đạo tạng chúa tể ở đây nổi giận toàn trường người hóa đa con cái của hắn người này chẳng lẽ chính là khởi tử hoàn sinh đạo thiên đế